Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 2621, kinh động. Không khí phảng phất vào đúng lúc này dừng lại. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này định dạng hoàn chỉnh. Diệp Thần Phong luyện chế hạ phẩm bảo khí trọn vẹn cùng đài cao trong lúc đó sinh ra 20 lần cộng hưởng. Này có thể nói là chuyện xưa nay chưa từng có thể sản sinh 10 lần cộng hưởng, đã là phi thường ghê gớm được rồi. Tại toàn bộ hồn khí trong các, luyện chế ra vũ khí có thể đến 10 lần hoàn mỹ phẩm tương, cũng chỉ có mấy vị kia lão tổ rồi, hơn nữa bọn hắn cũng là cực kỳ hiếm có mới có thể thu được 10 lần cộng hưởng, chớ nói chi là vượt qua 10 lần cộng hưởng rồi, tại hồn khí trong các không có người nào có thể làm được. Diệp Thần Phong tại cảm thấy được cộng hưởng số lần sau, trong lòng của hắn một trận cười khổ, hắn vừa vặn sợ lật thuyền trong mương, mới hơi chút chăm chú một chút. Không nghĩ tới kết quả là kinh người như vậy rồi, đây cũng không phải là hắn muốn kết quả, hắn chỉ muốn vượt qua triệu trưởng lão một bậc là được rồi, không nghĩ tới lại đem triệu trưởng lão cho vứt ra hơn 10 đầu phố rồi. Ở đây tất cả mọi người chậm chạp không cách nào phục hồi tinh thần lại. Chính lúc này, hai cái lão đầu cực kỳ đột ngột xuất hiện tại trên đài cao. Hai cái này lão đầu xuất hiện phi thường đột nhiên, ai cũng không có nhìn rõ ràng bọn họ là làm sao xuất hiện. Hai người bọn họ là hồn khí trong các, trong đó hai vị lão tổ Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An. Lý Mộc Ngôn là Tiêu Phỉ Phỉ sư phụ, tu vi tại thần đế cảnh đỉnh phong tầng thứ, đồng dạng vẫn là thứ thiệt chí tôn luyện khí sư. Thạch Vạn An là Trầm Hàn sư phụ, tu vi tại thần đế cảnh hậu kỳ tầng thứ, đồng dạng hắn cũng là một gã chí tôn luyện khí sư. Vừa vặn sinh ra 20 lần cộng hưởng, đã kinh động Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An. Hai người bọn họ lập ngựa chạy tới nơi này rồi. Đây chính là trọn vẹn 20 lần cộng hưởng, hai người bọn họ từ khi bước lên luyện khí sư một đường sau, bọn hắn có thể sinh ra cộng hưởng số lần, xưa nay đều không có vượt qua 10 lần. Bỗng nhiên cảm giác được có 20 lần cộng hưởng sản sinh, này để hai người bọn họ làm sao có thể trễ chạy tới. Tại Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An đến đài cao sau, rơi vào trong khiếp sợ Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ tỉnh táo lại. Trầm Hàn đem đầu đuôi sự tình giải thích một lần, hắn vẫn chưa hoàn toàn từ trong khiếp sợ giải thoát đi ra, Diệp Thần Phong là một lần lại một lần nằm ngoài dự đoán của hắn. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An nghe là gật đầu liên tục. Ánh mắt không khỏi tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Hai cái này lão đầu dù sao cũng là thần đế cảnh đỉnh phong cùng thần đế cảnh hậu kỳ thực lực, Diệp Thần Phong bị nhìn chằm chằm phi thường không dễ chịu. Theo Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An đến. Ở đây những người còn lại cũng từ từ tỉnh táo lại, bọn hắn từng cái cung kính bái kiến hai vị lão tổ. Triệu trưởng lão sắc mặt có chút trắng xanh, nguyên bản khi hắn sinh ra cộng hưởng số lần sau khi đi ra, hắn cho là mình là tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng kết quả hắn lại thua thê thảm như thế, hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Không thể, nhất định là sai lầm chỗ nào, tiểu tử này luyện chế hạ phẩm bảo khí. Tuyệt đối không thể sản sinh 20 lần cộng hưởng. Triệu trưởng lão điên cuồng quát. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An nhíu nhíu mày, bọn hắn phi thường không thích triệu trưởng lão táo lưỡi. Thạch Vạn An tay áo bảo vung lên, một đạo lăng lệ kình khí trực tiếp đánh ở triệu trưởng lão trên gương mặt, lão phu ta ghét nhất người loại này thua cũng không chịu thua vô lại rồi. Được kình khí rút chúng, triệu trưởng lão được rút bay ra ngoài xa mấy mét, nửa bên mặt gò má lập tức lõm lún xuống dưới. Đang đối mặt Diệp Thần Phong thời điểm. Thạch Vạn An lại lộ ra ôn hòa vẻ mặt. Tiểu hữu, ghê gớm a hát, có thể sản sinh 20 lần cộng hưởng, để lão hủ ta cũng bội phục làm. Thạch Vạn An cười nói. Lý Mộc Ngôn cũng nói, tiểu hữu, chuyện nơi đây, chúng ta tới giúp ngươi xử lý. Xem ra hồn khí các muốn chỉnh bữa chỉnh đốn, như loại này phẩm đức có vấn đề đồ vật, hẳn là yếu nhanh chóng loại bỏ ra ngoài. Trong khi nói chuyện, Lý Mộc Ngôn liếc mắt nhìn được Thạch Vạn An rút bay ra ngoài triệu trưởng lão. Đoạn Viêm cùng Lưu cùng Thạch hoàn toàn không dám lên tiếng nữa, cả người là hàn thiền nhược kinh, bọn hắn biết sự tình có thể thật sự động tĩnh quá lớn. Diệp Thần Phong đối với Thạch Vạn An cùng Lý Mộc Ngôn để lộ ra hữu hảo, hắn là mỉm cười gật đầu. Thạch Vạn An nhìn xem ở đây hồn khí các người, quát lên, hôm nay chuyện nơi đây ai cũng không được tiết lộ ra ngoài. Người vi phạm trực tiếp trục xuất hồn khí các. Chỉ là tại Thạch Vạn An tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong. Lại có hai bóng người xuất hiện tại trên đài cao,
này hai bóng người đồng dạng là hai cái lão người, bọn họ là hồn khí các hai gã khác lão tổ Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí. Tề Khang Phúc là Đoạn Viêm sư phụ, tu vi tại thần đế cảnh đỉnh phong. Hắn cũng là một gã chí tôn luyện khí sư. Mà Trương Cùng Chí hắn là Lưu Cùng Thạch sư phụ, tu vi tại thần đế cảnh hậu kỳ. Hắn tự nhiên đồng dạng là một tên chí tôn luyện khí sư rồi. Hồn khí trong các bốn tên lão tổ. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An là cùng một chiến tuyến bên trong, mà Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí là cùng một chiến tuyến bên trong. Hồn khí trong các hai cái này phe phái khác nhau. Trong ngày thường vẫn cứ có tranh đấu cùng so đấu, song phương tranh đấu ngược lại là mỗi người có thắng thua. Nhìn thấy sư phụ của mình sau khi xuất hiện, Đoạn Viêm cùng Lưu Cùng Thạch tâm tình vội vàng buông lỏng, hai người bọn họ lập tức cũng đem sự tình đại khái nói một lần, bất quá, bọn hắn tự nhiên là thiên hướng Triệu trưởng lão được rồi. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí nghe được chuyện đã xảy ra sau đó hai người bọn họ khẽ gật đầu, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại ở Diệp Thần Phong trên người, bọn hắn tự nhiên cũng cảm giác được vừa vặn cái kia 20 lần cộng hưởng rồi. Nếu Triệu trưởng lão có ý định yếu nương nhờ vào đến bọn hắn bên này, như vậy hiện tại nếu như bọn hắn đem Triệu trưởng lão đẩy đi ra ngoài, chẳng phải là yếu khí thế. Tuy nói Diệp Thần Phong có thể sản sinh 20 lần cộng hưởng, nhưng là từ Đoạn Viêm cùng Lưu Cùng Thạch trong miệng biết được, Diệp Thần Phong dù sao chẳng qua chỉ là một gã bát phẩm luyện khí sư mà thôi. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí tình thế tuyệt đối không muốn thua cho Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An. Lý lão đầu, Thạch lão đầu, hôm nay chuyện nơi đây, ta xem liền chấm dứt ở đây đi. Các ngươi ý như thế nào? Tề Khang Phúc cười nói. Diệp Thần Phong nhíu nhíu mày, hắn mặc dù nói không thèm để ý Triệu trưởng lão loại này tiểu nhân vật, thế nhưng này không có nghĩa hắn muốn buông tha Triệu trưởng lão rồi. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An cũng lộ ra vẻ không vui, bọn hắn nhưng là rõ ràng đầu đuôi sự tình rồi. Nói thật ra, bọn hắn phi thường không thích Triệu trưởng lão người như thế. Huống hồ Triệu trưởng lão đích thật là đã thua bởi Diệp Thần Phong. Tề lão đầu, người này tên gì lời nói? Đây là song phương đều đồng ý giao đấu, hiện tại kết quả đi ra, làm sao có thể chấm dứt ở đây? Lý Mộc Ngôn quát lên. Tề Khang Phúc nhìn hướng Diệp Thần Phong, cười nói, hay là người trong cuộc muốn đến đây chấm dứt rồi đâu này? Nhìn như làm bình thường một câu nói, nhưng trong những lời này lại đã bao hàm uy hiếp. Diệp Thần Phong từ trước đến giờ là thích mềm không thích cứng nhân vật, hắn xếp hợp Lý Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí cũng cực kỳ phản cảm, nếu Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An đứng ở hắn bên này, như vậy hắn tại hồn khí trong các thì càng thêm không có cố kỵ. Diệp Thần Phong bình thản nói ra, ta vì cái gì yếu chấm dứt ở đây. Nói xong, thân ảnh của hắn trong nháy mắt ở Triệu trưởng lão trước người. Xì xì, một tiếng. Tiện tay đem Triệu trưởng lão đan điền phế ngay lập tức, thực lực chỉ có thần tôn cảnh Triệu trưởng lão, hắn tại Diệp Thần Phong trước mặt không có năng lực chống cự. Chấm, chương 2622, xin lỗi, khách khanh trưởng lão. A hát, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng ở trong không khí vang vọng ra. Triệu trưởng lão trong cổ họng điên cuồng kêu thảm, trên trán là trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra. Đan điền bị phế đầu đau nhức. Làm cho cả người hắn có chút điểm nhi co giật, trên mặt che kín vẻ thống khổ. Đây là một loại thân thể cùng về mặt tâm linh song trọng tàn phá, muốn lần nữa ngưng tụ đan điền, này là cực kỳ chuyện khó khăn, tối thiểu dựa vào Triệu trưởng lão chính mình, hắn nhất định là không cách nào làm được rồi, từ nay về sau, hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Diệp Thần Phong liếc nhìn ngã trên mặt đất Triệu trưởng lão, hắn bình thản nói ra, được rồi, giữa chúng ta thanh toán xong. Này cuộc đánh cá là chính ngươi quyết định. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí thấy Diệp Thần Phong bỏ qua bọn hắn, lại dám trực tiếp đối Triệu trưởng lão động thủ, sắc mặt của bọn họ trở nên âm trầm, ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong quá mức làm càn, rõ ràng chỉ là một cái từ đó giới tới tiểu tử, cho dù hắn thiên phú tu luyện cùng luyện khí thiên phú phi phàm, vậy thì như thế nào? Dù sao Diệp Thần Phong cũng sẽ không quang hướng bọn hắn trận trong doanh trại rồi. Trong lòng bọn họ đối Diệp Thần Phong sinh ra sát ý. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh, Lý Mộc Ngôn bên trong thân thể thần đế cảnh đỉnh phong khí thế mơ hồ tản ra. Mà Tề Khang Phúc cũng không chịu yếu thế tản ra thần đế cảnh đỉnh phong khí thế. Này gấp rút khiến cho chung quanh những người còn lại sắc mặt đều hơi đổi.
Hồn khí các ở thượng giới cũng coi là đứng đầu một trong những thế lực rồi, bất quá, tuy nói Lý Mộc Ngôn cùng Tề Khang Phúc đều là thần đế cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng thần đế cảnh đỉnh phong bên trong cũng có sự phân chia mạnh yếu, bọn hắn chủ công luyện khí, cho nên bọn hắn sức chiến đấu cũng không phải quá mạnh, thậm chí so với bình thường thần đế cảnh cường giả đỉnh cao cũng phải yếu hơn một bậc, nhưng so với thần đế cảnh hậu kỳ cường giả tuyệt đối phải mạnh hơn rất nhiều. Tề lão đầu, Trương lão đầu, các ngươi muốn làm gì? Chàng tỷ đấu này là song phương đều đáp ứng. Xuất hiện tại vị tiểu hữu này chỉ là tại thu lấy hắn nên được, này cùng hai người các ngươi có quan hệ gì? Lý Mộc Ngôn lạnh giọng quát lên. Thạch Vạn An cũng nói, ta hiện tại liền muốn chính thức mời vị tiểu hữu này gánh mặc chúng ta hồn khí các khách khanh trưởng lão. Trong khi nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một khối màu tím khách khanh lệnh. Đưa cho Diệp Thần Phong, nói tiểu hữu, có hứng thú hay không làm chúng ta hồn khí các khách khanh trưởng lão? Có một chút ngươi yên tâm đi, ngươi làm vì chúng ta hồn khí các khách khanh trưởng lão, ngươi nắm giữ tuyệt đối tự do, chúng ta cũng sẽ không can thiệp ngươi. Lý Mộc Ngôn lập tức nói ra, đúng vậy, tiểu hữu, thành vì chúng ta hồn khí các khách khanh trưởng lão, đối với ngươi mà nói không có bất kỳ ràng buộc, ngược lại ngươi vẫn có thể hưởng thụ được chúng ta hồn khí các rất nhiều phong phú đãi ngộ. Thấy Thạch Vạn An cùng Lý Mộc Ngôn thanh lời nói đến nước này rồi. Dù sao cũng không có cái gì hạn chế, Diệp Thần Phong tạm thời trở thành hồn khí các khách khanh trưởng lão, này ngược lại cũng không có vấn đề gì. Hắn tiện tay đem Thạch Vạn An đưa tới màu tím khách khanh khiến cho Hảo Hảo thu về. Chỉ là Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Trương Cùng Chí quát, hai người các ngươi điên rồi sao? Dĩ nhiên cho hắn chí tôn khách khanh khiến. Tại hồn khí trong các tổng cộng có 3 loại khách khanh lệnh. Chia ra làm màu trắng, màu đen cùng màu tím, trong đó màu trắng khách khanh tất nhiên vị thấp nhất khách khanh, màu đen là thứ yếu, về phần màu tím đại biểu địa vị tối cao khách khanh lệnh, được gọi là chí tôn khách khanh lệnh. Phàm là nắm giữ chí tôn khách khanh khiến khách khanh, hắn tại hồn khí các địa vị chỉ đứng sau lão tổ cùng các chủ dưới, có thể nói tại hồn khí trong các cũng là phi phàm tồn tại. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An trực tiếp thanh chí tôn khách khanh khiến giao cho Diệp Thần Phong. Xem ra bọn hắn đối Diệp Thần Phong là cực kỳ nhìn kỹ. Chúng ta có 2 cái phái phát chí tôn khách khanh khiến danh ngạch. Chúng ta yếu phái phân phát ai, thật giống các ngươi không xen vào chứ. Từ giờ trở đi vị tiểu hữu này chính là chúng ta hồn khí các chí tôn khách khanh. Lý Mộc Ngôn khí thế 10 phần, ánh mắt lại như ngừng lại Đoạn Viêm cùng Lưu Cùng Thạch trên người. Nói ra, nghe nói hai người các ngươi vừa vặn mạo phạm chúng ta vị tiểu hữu này. Bây giờ hắn đã là hồn khí các chí tôn khách khanh, có phải hay không các người hẳn là phải nói xin lỗi. Chớ quên quy củ của nơi này, các người tự ý nhúng tay vị tiểu hữu này luyện khí giao đấu, các người đã là xúc phạm vào quy tắc. Tề Khang Phúc xì mũi coi thường, Lý lão đầu, bớt ở chỗ này ăn nói linh tinh, ngươi và Thạch lão đầu đồ đệ cũng nhúng tay, có phải hay không các người trước tiên muốn hỏi tội hai tên đồ đệ của mình. Lý Mộc Ngôn lạnh nhạt nói, đã như vậy. Không bằng để cho hai tên đồ đệ của chúng ta cùng hai tên đồ đệ của các ngươi so với liều một phen luyện khí, đồng thời lấy phế bỏ đan điền làm tiền đặt cuộc làm sao. Vậy cũng là đối với bọn hắn trừng phạt. Đương nhiên nếu như các ngươi không nguyện ý, có thể để cho đồ đệ của các ngươi cùng vị tiểu hữu này so đấu luyện khí, này hai cái lựa chọn. Các ngươi có thể tùy tiện tuyển. Vị tiểu hữu này làm vì chúng ta hồn khí các chí tôn khách khanh. Lẽ nào chúng ta không nên phải cho hắn một cách nói sao? Vẫn là ngươi cho là hắn không đủ tư cách làm chí tôn khách khanh. Được, như vậy ta có thể lại cho các ngươi hai cái một cơ hội, chỉ muốn các ngươi có thể sản sinh 20 lần cộng hưởng, ta chỉ làm chính mình mới vừa nói qua lời nói là đánh giám. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí sắc mặt dường như nuốt con ruồi như thế khó coi, bọn hắn rõ ràng đồ đệ mình luyện khí trình độ, tuy nói đều là bát phẩm luyện khí sư. Nhưng muốn so Tiêu Phỉ Phỉ bọn hắn yếu hơn một bậc. Mà cùng Diệp Thần Phong giao đấu lời nói, vậy thì càng thêm đừng suy nghĩ, đây chính là trọn vẹn sản sinh 20 lần cộng hưởng người A-Hát. Còn nữa Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí hai người bọn họ đích thật là chí tôn luyện khí sư, cần phải hình thành 20 lần cộng hưởng, này cũng căn bản là si nhân nằm mơ. Cho nên, hai người bọn họ là á khẩu không trả lời được, căn bản tìm không ra phản bác ngôn ngữ. Hơn nữa nơi này chả có nhiều như thế hồn khí các đệ tử cùng trưởng lão ở đây.
Này ba cái lựa chọn đối với bọn hắn tới nói đều là hố lớn a hát. Một khi nhảy xuống, chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn tại hồn khí trong các uy nghiêm cực độ bị hao tổn. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí không muốn lại nơi này ở lại, trước mắt bọn hắn không có chiếm lấy đạo lý, hơn nữa Diệp Thần Phong cũng xác thực đã trở thành hồn khí các bây giờ chí tôn khách khanh, lựa chọn xin lỗi hay là duy nhất lập tức nhân nhượng cho yên chuyện phương pháp xử lý rồi. Dù sao Đoạn Viêm cùng Lưu Cùng Thạch xác thực nhúng tay vừa vặn giao đấu, hơn nữa bọn hắn luyện khí trình độ cũng không phải là Tiêu Phỉ Phỉ, Trầm Hàn cùng Diệp Thần Phong đối thủ, bây giờ còn có thể như thế nào đây? Đoạn Viêm cùng Lưu Cùng Thạch nhận được chính mình sư phụ truyền âm, sắc mặt của bọn họ trong nháy mắt sụ xuống, bọn hắn cũng biết ở dưới loại tình huống này, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, muốn trách chỉ có thể trách bọn họ tự thân luyện khí trình độ thấp, căn bản cứng rắn không tức giận được. Từng bước một đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, Đoạn Viêm cùng Lưu Cùng Thạch cắn răng nói ra, xin lỗi. Tại đồ đệ của mình xin lỗi sau. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng, trong đó Trương Cùng Chí tay áo bảo vung lên, lần này chuyện ngày hôm nay có thể đến đây chấm dứt rồi chứ. Nói xong, hai người bọn họ không đợi Lý Mộc Ngôn đám người trả lời, trực tiếp mang theo đồ đệ của mình rời khỏi. Chương 2623, bạo động. Tại Tề Khang Phúc đám người sau khi rời đi, chu vi lập tức trở nên yên lặng, không có ai đi chú ý nằm trên đất kêu rên Triệu trưởng lão rồi. Lý Mộc Ngôn chỉ vào Triệu trưởng lão, nói, bắt hắn cho ta ném ra hồn khí các, từ nay về sau, hắn lại cũng không phải chúng ta hồn khí các người rồi. Tại Lý Mộc Ngôn lên tiếng sau đó lập tức có hồn khí các đệ tử đi ra. Đem nằm dưới đất Triệu trưởng lão hướng về hồn khí bên ngoài các mang đi rồi. Đến giờ phút này rồi, Triệu trưởng lão triệt để hoảng hốt, miệng hắn bên trong hô, ta không có thể ly khai hồn khí các, van cầu các ngươi không để cho ta rời đi hồn khí các. Bây giờ đan điền bị phế đâu Triệu trưởng lão, hắn rời đi hồn khí các sau, hầu như chỉ có là một con đường chết, đã từng hắn lấy tư cách hồn khí các luyện khí sư, trong ngày thường tự nhiên cũng là hung hăng quen rồi. Cho nên hắn đắc tội rồi không ít người tu luyện, bây giờ hắn đan điền bị phế trục xuất hồn khí các, hắn những kia kẻ thù nhất định sẽ tìm tới hắn. Triệu trưởng lão thấy không có người để ý tới hắn, nhất thời hướng về máu me khắp người Vương trưởng lão, hô, Vương lão ca, xem ở dĩ vãng về mặt tình cảm, người giúp ta trò chuyện đi, ta chỉ yêu cầu ở lại hồn khí các là được, chỉ cần để cho ta lưu lại là được. Vương trưởng lão trên mặt biểu lộ do dự bất định. Nhưng cuối cùng vẫn là trở nên kiên định xuống, hắn biết mình không thể lại mềm lòng, hôm nay nếu không có Diệp Thần Phong đứng ra giúp hắn ra mặt, hắn cuối cùng còn không biết sẽ là cái gì kết quả đây. Triệu trưởng lão được hồn khí các đệ tử dìu ra ngoài, chậm rãi biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Tập trung vào Triệu trưởng lão ôm ấp Liễu Yên Dung, người hối hận ruột đều thanh, bây giờ Vương trưởng lão leo lên Diệp Thần Phong, vị này hồn khí các chí tôn khách khanh. Về sau tại hồn khí trong các nhất định là nước lên thì thuyền lên rồi. Liễu Yên Dung viền mắt đỏ rực, Vương ca, trước đó toàn bộ là Triệu trưởng lão buộc ta là muốn cho ngươi thiếu được một ít dằn vặt, ta cho rằng chỉ cần ta tập trung vào ngực của hắn. Hắn liền sẽ không hành hạ ngươi rồi, hiện tại ngươi không có chuyện gì, đúng là quá tốt rồi. Liễu Yên Dung biểu diễn trình độ đầy đủ chuyên nghiệp, nhưng Vương trưởng lão cũng không phải người ngu, hắn đã đem nữ nhân này cho nhìn thấu. Hắn nói ra, Liễu Yên Dung, từ nay về sau, ngươi cùng ta lại cũng không có chút quan hệ nào rồi, ngươi đi đi. Vương ca, Vương trưởng lão trực tiếp quyết định Liễu Yên Dung lời nói, đừng tiếp tục để cho ta nói lần thứ hai, cho ngươi rời đi đã là nể tình đã từng tình vợ chồng phần rồi, không để cho ta động thủ tiễn ngươi lên đường. Vừa nãy Vương trưởng lão là đã lĩnh giáo rồi người nữ nhân này nhẫn tâm cùng lạnh lẽo. Thấy Vương trưởng lão cũng không phải là đang nói cười, Liễu Yên Dung sắc mặt trắng bệch, người không dám ở nơi này dừng lại. Thân thể lảo đảo hướng về hồn khí các đi ra ngoài. Nam Sơn lão yêu cùng Thẩm Tu Thiên đám người vẫn là sững sờ ở nguyên chỗ, vốn là càng ngày càng hỏng bét sự tình, lại xảy ra như thế hí kịch thay đổi. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An lần thứ hai đưa mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Tiểu Hữu. Bây giờ tuy nói ngươi chỉ là bát phẩm luyện khí sư, nhưng tương lai tiền đồ của ngươi tuyệt đối không thể đo lường a hát. Lý Mộc Ngôn tự đáy lòng nói. Thạch Vạn An liếc nhìn Tiêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hàn, nói, đồng dạng là bát phẩm luyện khí sư,
các ngươi về sau phải nhiều cùng vị tiểu hữu này trao đổi một chút, có thể sản sinh 20 lần cộng hưởng người, tuyệt đối có thể để cho các ngươi có thu hoạch lớn. Đi thôi, tiểu hữu, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự, đứng ở chỗ này cũng không phải sự tình. Diệp Thần Phong đối với Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An hảo cảm phải không ngừng bay lên, hắn nói ra, hai vị. Ta cùng bằng hữu của ta mới vừa tới đến thượng giới, còn chưa hoàn thành các ngươi hồn khí các nhiệm vụ. Lý Mộc Ngôn sắc mặt đỏ lên nói, tiểu hữu, người đây không phải tại đánh mặt của chúng ta ma. Người bây giờ đã là hồn khí các chí tôn khách khanh, người và bằng hữu của ngươi có thể tùy ý ra vào hồn khí các, ta nhưng là đối với ngươi sản sinh 20 lần cộng hưởng bội phục làm a hát. Tại Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An muốn gọi Diệp Thần Phong cùng rời đi nơi này thời điểm. Mặt đất bỗng nhiên trong lúc đó không có dấu hiệu nào rung động chuyển động, trên bầu trời đột nhiên vang lên ầm ầm. Ầm ầm, thanh âm. Này cỗ động tĩnh là từ hồn khí các phía sau núi truyền tới. Tại phát hiện này cỗ động tĩnh sau đó Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Lý Mộc Ngôn đối với ở đây hồn khí các người, nói ra, toàn bộ các ngươi ở lại chỗ này, khiến người ta không nên tới gần phía sau núi. Nói xong, hai người bọn họ không chút do dự hướng về phía sau núi lao đi rồi. Tiêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hàn cũng đuổi tới. Mà Diệp Thần Phong xuất phát từ hiếu kỳ, hắn cũng hướng hậu sơn lao đi rồi. Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu Thiên đám người tự nhiên là theo sát Diệp Thần Phong. Ở đây hồn khí các người cũng không có dám ngăn trở Diệp Thần Phong bọn hắn. Tại đi tới phía sau núi sau, trong không khí tràn ngập vô tận lửa nóng, Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An xuất hiện tại một tòa núi cao trước, này tòa núi cao không phải là ngày hôm qua Diệp Thần Phong bọn hắn hướng về trong đó truyền vào linh khí cao sơn ma. Có người nói tại tòa sơn thể này bên trong đang tại rèn luyện một cái tiên khí. Tiên vương trưởng lão cũng đã nói trên núi Hoa Văn là Lý Lão Tổ phác họa, xem ra Lý Lão Tổ phải là Lý Mộc Ngôn rồi. Bây giờ tòa sơn thể này lung la lung lay, bên trên phác họa hoa văn không ngừng lóe lên ánh sáng đến, không ngừng có hòn đá từ trên núi lăn xuống dưới đến. Theo như cái này thì, vừa vận động tính hoàn toàn là tới từ ở tòa sơn thể này. Lý Mộc Ngôn bàn tay đặt tại sơn thể phía trên, hắn trong con ngươi vẻ mặt là càng ngày càng ngưng trọng, chỉ chốc lát sau, hắn nói ra, trong đó rèn luyện tiên khí sinh ra dị biến, ta phác họa hoa văn e sợ sẽ hỏng mất rồi. Một khi hoa văn tan vỡ, cả ngọn núi khẳng định không thể chịu đựng tiên khí áp lực, hội lập tức vỡ ra được. Trong khi nói chuyện, Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An ở xung quanh thành lập nên một tầng kết giới, đem ngọn núi này bao phủ ở trong đó, nếu như một khi phát sinh nổ tung, cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến toàn bộ phía sau núi. Chỉ là cái này tiên khí đã rèn luyện có một đoạn thời gian, yếu Lý Mộc Ngôn cứ thế từ bỏ, trong lòng của hắn còn thật sự không nỡ bỏ. Dù sao ngọn núi nổ tung, tiên khí khẳng định không cách nào bảo tồn lại rồi. Lão Lý, ta xem hiện tại chúng ta đều không thể ra sức, hiện tại tạm thời thay đổi hoa văn cũng không kịp rồi, nói không chắc sẽ để cho ngọn núi nổ tung tốc độ tăng nhanh, chúng ta cũng nhất định muốn lập tức rời đi nơi này. Mặc dù nói chúng ta đã cách trở một tầng kết giới, nhưng ai biết ngọn núi uy lực nổ tung nhiều đến bao nhiêu. Rời khỏi nơi này trước là ổn thỏa nhất. Thạch Vạn An khuyên bảo. Hắn biết mình vị lão hữu này tính tình cố chấp làm. Quả nhiên, Lý Mộc Ngôn căn bản không có thanh Thạch Vạn An lời nói nghe vào, bàn tay của hắn đặt tại sơn thể phía trên, hắn bắt đầu ở thay đổi phác họa ở trên núi Hoa Văn rồi. Chỉ có đem Hoa Văn thay đổi, hoặc là một lần nữa khắc họa, như vậy mới có thể làm cho ngọn núi vững chắc xuống. Lý Mộc Ngôn nói ra, các ngươi rời khỏi nơi này trước, ta một người lưu lại là tốt rồi. Nói xong, Lý Mộc Ngôn liền không lên tiếng nữa rồi, hắn toàn tâm toàn ý đầu nhập vào phác họa hoa văn bên trong, hắn bắt đầu thử thay đổi đã phác họa hoa văn, nhưng ngọn núi rung động lại càng ngày càng lợi hại rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2624, ra tay. Tại Lý Mộc Ngôn thay đổi bên dưới, cả ngọn núi thượng hoa văn là trở nên càng ngày càng lung ta lung tung rồi. Yếu tạm thời thay đổi trên núi phác họa hoa văn, không phải là một chuyện dễ dàng, lại nói nguyên bản phác họa ở trên núi hoa văn, hẳn là Lý Mộc Ngôn trải qua đắn đo suy nghĩ, mà bây giờ yếu hắn tạm thời đến thay đổi cùng khắc họa hoa văn, hắn căn bản là làm không cẩn thận, chỉ là hắn không cam lòng liền như vậy nhìn xem ngọn núi nổ tung,
nhìn xem ngọn núi bên trong rèn luyện tiên khí hủy hoại trong một ngày. Trước đó Diệp Thần Phong hướng về ngọn núi bên trong rót vào linh khí thời điểm, hắn đã sớm cảm ứng qua phác họa ở trên núi Hoa Văn rồi, trong đó đã bao hàm không ít thiếu hụt cùng chỗ thiếu sót, có thể nói hắn đã đem cái này Hoa Văn tất cả rõ ràng trong lòng rồi. Tại Diệp Thần Phong do dự phải chăng yếu giúp một lần Lý Mộc Ngôn thời điểm. Toàn bộ hồn khí các tổng bộ hầu như đều cảm thấy phía sau núi động tĩnh, trong đó Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí đám người, bọn hắn tự nhiên cũng là cảm giác được tất cả những thứ này. Bây giờ bọn hắn đã trở về chỗ ở của mình rồi, Đoạn Viêm cùng Lưu Cùng Thạch Biệt Khuất đứng ở hai người bọn họ bên cạnh. Tề Khang Phúc cười nói, lần này có trò hay để nhìn. Ta ngược lại muốn xem Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An, bọn hắn yếu như thế nào giải quyết trước mắt cái phiền toái này. Lần này Lý Mộc Ngôn chỗ rèn luyện tiên khí, 100% hội hủy hoại trong một ngày rồi, có người nói cái này tiên khí nếu như rèn luyện thành công, đem sẽ trở thành hắn từ trước tới nay đắc ý nhất một cái tác phẩm, làm đáng tiếc liền ông trời cũng không đứng ở hắn phía bên kia. Nghe vậy, Đoạn Viêm cùng Lưu Cùng Thạch tâm trong uất ức giảm thiếu một chút. Lưu Cùng Thạch nói ra, chúng ta bây giờ có muốn hay không đi tập hợp tham gia trò vui? Trương Cùng Chí lắc đầu nói, mù xem náo nhiệt gì. Chúng ta chỉ phải ở lại chỗ này các tin khác là được rồi, chúng ta dù sao cũng là hồn khí các người, nếu như chúng ta đã đến phía sau núi sau đó không động thủ hỗ trợ thích hợp sao? Hồn khí các hắn dư trưởng lão cùng đệ tử hội định thế nào chúng ta? Chỗ lấy chúng ta bây giờ là cũng không biết phía sau núi tình huống. Chúng ta chỉ phải ở lại chỗ này là tốt rồi. Tại Trương Cùng Chí cùng Tề Khang Phúc bọn hắn chờ xem Lý Mộc Ngôn đám người chuyện cười lúc. Tuy nói vừa nãy Lý Mộc Ngôn đã phân phó rồi, nhưng vẫn là có không ít trưởng lão tại hướng hậu sơn nơi này tới gần. Thạch Vạn An lập tức giống lên một tiếng, tất cả mọi người không được bước vào phía sau núi, lập tức cho ta tản đi đi. Tại Thạch Vạn An này một tiếng giống sau khi đi ra, những kia đang đến gần phía sau núi các trưởng lão. Bọn hắn toàn bộ không dám bước vào trong đó. Lão Lý, đừng tiếp tục ảo gặp, chúng ta rời đi trước ở nơi này lại nói, ngọn núi nổ tung thêm vào trong đó có tiên khí tồn tại, trời mới biết sau đó bao nhiêu power sản sinh. Thạch Vạn An lần nữa mở miệng nói. Liền ở Thạch Vạn An tiếng nói vừa vặn rơi vào thời điểm. Chỉ thấy cả ngọn núi thượng xuất hiện từng cái vết rạn nứt, bên trên hoa văn đang nhanh chóng tán loạn rồi. Mắt thấy yếu phát sinh vụ nổ lớn rồi, tất cả mọi người không kịp rời khỏi. Diệp Thần Phong nhanh nhíu chặt mày, hắn có thể đủ cảm giác được chỉ dựa vào Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An ngưng tụ kết giới, e sợ không cách nào triệt để ngăn cản ngọn núi uy lực nổ tung. Phía sau hắn Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược cũng đang. Mà thôi. Hắn hiện tại chỉ có thể động thủ, tự xem như là giúp một lần Lý Mộc Ngôn đi. Dù sao hắn đối Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An cũng không ghét. Tại Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An muốn phải che chở Diệp Thần Phong đám người nhanh lúc rời đi. Chỉ thấy Diệp Thần Phong đi tới ngọn núi trước, bàn tay đặt tại sơn thể phía trên. Thấy cảnh này sau đó Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An muốn lập tức khuyên can, đùa gì thế, tuy nói bọn hắn thưởng thức Diệp Thần Phong, thế nhưng trên núi Hoa Văn, chỉ có chí tôn luyện khí sư mới có thể thật sự xem hiểu. Diệp Thần Phong một cái chỉ là bát phẩm luyện khí sư. Căn bản ở nơi này không phát huy được tác dụng gì. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An là nhíu chặt mày lên, bọn hắn cho rằng Diệp Thần Phong phải hay không quá tự cho là đúng. Dĩ nhiên không phân trường hợp muốn làm náo động, trong lòng bọn họ thoáng có chút thất vọng. Nhưng tại bọn hắn muốn mạnh mẽ hơn lôi kéo Diệp Thần Phong lúc rời đi. Lý Mộc Ngôn thủ bỗng nhiên trong lúc đó cứng ngắc ở. Chỉ thấy tại Diệp Thần Phong phác họa dưới, trên núi Hoa Văn lại đang hướng tới bình tĩnh. Diệp Thần Phong phác họa tốc độ phi thường nhanh, hắn đem yếu tán loạn Hoa Văn ổn định lại, sau đó, hắn nhanh chóng bù đắp Hoa Văn bên trong lỗ thủng cùng chỗ thiếu sót. Phác họa ở trên núi Hoa Văn đang trở nên càng ngày càng huyền diệu, cả tòa lảo đảo ngọn núi, cũng bắt đầu đình chỉ lay động, trên núi xuất hiện vết rạn nứt cũng đang khép lại lên. Này! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An được trước mắt tình cảnh này là triệt để khiếp sợ đến. Tốt sau một hồi lâu, Lý Mộc Ngôn ấp úng hỏi, nhỏ, tiểu hữu. Ngươi không phải là bát phẩm luyện khí sư. Diệp Thần Phong thuận miệng trả lời một câu, ta xưa nay đều chưa từng nói qua ta là bát phẩm luyện khí sư.
Thạch Vạn An lập tức hỏi, cái nhỏ hữu ngươi là cái gì cấp bậc luyện khí sư? Tuy nói trong lòng đã có suy đoán, nhưng Thạch Vạn An vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Diệp Thần Phong một bên hoàn thiện trên núi Hoa Văn, một bên cười nói, ngươi nói xem. Tiểu hữu, ngươi cũng là chí tôn luyện khí sư. Thạch Vạn An bật thốt lên. Diệp Thần Phong không có phủ nhận rồi, chỉ là tùy ý gật gật đầu. Thấy Diệp Thần Phong thừa nhận mình là chí tôn luyện khí sư, sau đó Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An trong lòng là 10.000 con ngựa lao nhanh mà qua. Mà Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ miệng vi vi mở lớn, dù như thế nào, bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại sẽ là chí tôn luyện khí sư. Diệp Thần Phong bây giờ đến cùng có bao nhiêu tuổi? Hắn càng nhưng đã là thần đế cảnh sơ kỳ tu vi và chí tôn luyện khí sư rồi. Về phần Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu đám người, bọn họ là khiếp sợ thật lâu không thể nói, dù sao bọn hắn nhưng là biết Diệp Thần Phong là chí tôn luyện dược sư rồi. Vừa nãy tại cho rằng Diệp Thần Phong vẫn là bát phẩm luyện khí sư thời điểm, trong lòng bọn họ đã là phiên giang đảo hải rồi. Bây giờ rồi lại biết được Diệp Thần Phong không phải bát phẩm luyện khí sư, mà là thứ thiệt chí tôn luyện khí sư, này để cho bọn họ có một loại khiếp sợ mông đi qua cảm giác. Thuốc khí đồng tu. Hơn nữa còn là song tôn A-hát. Quả thực là kiểu như châu bò không muốn không muốn. Nam Sơn lão yêu cùng Thẩm Tu Thiên mấy người cũng là càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Thần Phong rồi. Mỗi lần tại bọn hắn cho rằng nhìn rõ ràng thời điểm, mỗi lần Diệp Thần Phong đều sẽ một lần nữa lại vạch trần một điểm cái khăn che mặt thần bí. Theo thời gian từ từ trôi qua, Diệp Thần Phong đem phác họa ở trên núi Hoa Văn, hoàn toàn hoàn thiện được rồi. Cùng lúc trước hoàn toàn không thể đem so sánh rồi. Nếu như nói trước đó phác họa hoa văn là vườn trẻ cấp bậc, như vậy trải qua Diệp Thần Phong hoàn thiện sau hoa văn, tuyệt đối có thể được xưng là đại học cấp bậc. Diệp Thần Phong thu hồi theo như ở trên núi thủ trưởng, nói, được rồi, nơi này ứng với nên sẽ không xảy ra vấn đề. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An lập tức đưa bàn tay đặt tại trên núi, bọn hắn cẩn thận cảm ứng được Diệp Thần Phong vững chắc mà còn thiện hoa văn. Trên mặt bọn họ biểu lộ biến đến mức dị thường phấn khích, cả người lâm vào một loại hưng phấn cùng kích động bên trong. Chương 2625, Khí Thần Cốc. Được Diệp Thần Phong hoàn thiện về sau hoa văn, quả thực là huyền diệu cực kỳ, hắn trong tràn đầy các loại ảo diệu. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An tuy nói là chí tôn luyện khí sư, nhưng bọn họ cũng không cách nào nhìn ngay lập tức thấu được Diệp Thần Phong hoàn thiện hoa văn. Chỉ là theo thời gian trôi đi, hai người bọn họ trên mặt biểu lộ là càng ngày càng điên cuồng, bọn hắn không nghĩ tới hoa văn vẫn có thể như thế cấu tạo. Này hoa văn bên trong khắp nơi tràn đầy luyện khí huyền bí, từ đó bọn hắn có thể phán đoán ra Diệp Thần Phong luyện khí trình độ. Loại này thâm hậu luyện khí trình độ yếu bỏ qua bọn hắn rất dài một khoảng cách, đồng dạng là chí tôn luyện khí sư, nhưng chênh lệch chính là to lớn như thế. Quá rồi tốt nửa ngày trời sau. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An thủ trưởng rốt cục rời đi ngọn núi, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn căn bản vô pháp hiểu thấu đáo bên trên hoàn thiện về sau hoa văn, ánh mắt lần nữa chạm tới Diệp Thần Phong thời điểm, hai người bọn họ vẻ mặt dị thường nghiêm túc, thậm chí trong đó chả ẩn hàm một loại cung kính. Bọn hắn đã coi Diệp Thần Phong là làm cùng tầng thứ người đối đãi, Diệp Thần Phong luyện khí trình độ sâu sắc để hai người bọn họ thuyết phục. Diệp lão đệ, ngươi thực sự là đem chúng ta cho sợ hết hồn, đường đường chí tôn luyện khí sư, để ngươi đi làm chúng ta hồn khí các chí tôn khách khanh, đây không phải giết gà dùng đao mổ châu ma. Nếu như ngươi nguyện ý, như vậy ngươi có thể giống như chúng ta, trở thành hồn khí trong các lão tổ rồi. Lý Mộc Ngôn nói hết sức chăm chú, trong giọng nói không có một tia đùa giỡn mùi vị. Thạch Vạn An cũng nói, Diệp lão đệ, lão Lý nói không sai, ngươi có thể chăm chú suy nghĩ một chút. Lấy ngươi loại này luyện khí trình độ, ngươi đầy đủ trở thành hồn khí các lão tổ rồi, không người nào dám nói cái gì nhàn thoại. Diệp Thần Phong không có hứng thú trở thành hồn khí các lão tổ, một khi trở thành lão tổ liền tất cần phải gánh chịu phần trách nhiệm rồi, mà trước hắn tiếp thu khách khanh trưởng lão vị trí, đó là bởi vì khách khanh trưởng lão phi thường tự do. Diệp Thần Phong cười nói, đa tạ hai vị lão ca hảo ý rồi, ta không thích hợp trở thành hồn khí các lão tổ. Bây giờ trên núi Hoa Văn tại của ta hoàn thiện dưới, trong đó tiên khí tại trong vòng 10 ngày hẳn là có thể rèn luyện hoàn thành. Đối với Diệp Thần Phong uyển chuyển từ chối, Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An không có bất mãn.
Bọn hắn vừa vặn cũng cảm thấy ngọn núi bên trong tiên khí biến hóa, nếu như dựa theo lúc trước hoa văn. Cho dù không phát sinh như vậy bạo động, chỉ sợ cũng yêu cầu lại rèn luyện khoảng nửa năm, trong đó tiên khí mới có thể hoàn thành. Diệp Thần Phong cũng không định tại hồn khí các tổng bộ ở lâu, nguyên bản hắn yếu tại hồn khí trong các hoàn thành nhất định nhiệm vụ mới có thể rời đi, bây giờ đã không tồn tại nhiệm vụ gì đó rồi, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Đối với hắn hiện tại tới nói tăng cao thực lực mới là chuyện quan trọng nhất, thượng giới xem như là Hà gia địa bàn, hắn nhất định muốn nắm chặt thời gian rồi. Bây giờ tăng cao thực lực biện pháp nhanh nhất chính là thu được cơ duyên. Muốn thu được cơ duyên, đơn giản chính là tìm tới các loại di tích, hoặc là các loại cường giả nghĩa địa. Chỉ còn dư lại một cái đầu lâu thiên ưng, được Diệp Thần Phong lưu tại tối hôm qua nơi ở bên trong. Dù sao thần hồn của thiên ưng thượng đã bị Diệp Thần Phong lưu lại dấu ấn rồi. Có thể nói thiên ưng nhất cử nhất động tất cả trốn bất quá Diệp Thần Phong cảm ứng, lúc trước sở dĩ ở lại thiên ưng một mạng, đó là bởi vì thiên ưng nói biết không thiếu hỗn độn thời đại cường giả hầm mộ. Nếu là hỗn độn thời đại cường giả hầm mộ, như vậy tại trong hầm mộ nhất định sẽ có không ít thứ tốt cùng cơ duyên tồn tại. Tại Diệp Thần Phong trong lòng suy nghĩ thời khắc, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí mang theo đồ đệ của bọn hắn Đoạn Viêm cùng Lưu Cùng Thạch xuất hiện tại phía sau núi bên trong. Bọn hắn vốn là ôm chế giễu tâm thái, nhưng chờ mãi dưới, yếu nổ tung ngọn núi rõ ràng khôi phục yên tĩnh, này để hai người bọn họ là vô cùng thất vọng. Hai người bọn họ cũng là chí tôn luyện khí sư, bọn hắn có thể xác định vừa vặn loại kia trận thế, dựa vào Lý Mộc Môn cùng Thạch Vạn An hẳn là áp chế không tới, nhưng hôm nay nhìn thấy trước mắt ngọn núi vững vàng như vậy. Hơn nữa so với trước kia có vẻ càng thêm vững chắc, chẳng lẽ nói Lý Mộc Môn cùng Thạch Vạn An luyện chế trình độ lại có tăng lên. Bọn hắn không nhìn thấy là Diệp Thần Phong xuất thủ, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đem chuyện nơi đây liên tưởng đến Diệp Thần Phong trên người. Nhìn thấy Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí xuất hiện. Lý Mộc Ngôn nói, làm sao? Là tới chế diễu đấy sao? Cái kia chỉ sợ làm hai người các ngươi thất vọng rồi, của ta tiên khí tại trong vòng 10 ngày nhất định sẽ rèn luyện hoàn thành. Nghe được Lý Mộc Ngôn khẳng định sau đó Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí trong lòng càng thêm âm tình bất định rồi, bọn hắn rõ ràng nguyên bản Lý Mộc Ngôn tiên khí tối thiểu yếu rèn luyện nửa năm sau mới có thể hoàn thành, trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tề Khang Phúc nói ra, Lý lão đầu, người nói gì vậy? Chúng ta cảm giác được phía sau núi có dị thường, cho nên mới tới xem một chút có thể hay không giúp đỡ được việc. Mọi người dù sao đều là hồn khí các người. Nếu không có chuyện, như vậy chúng ta tự ly khai rồi. Mắt thấy là đánh không dò ra cái gì, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí bọn họ là đến vậy vội vã. Đi vậy vội vã. Thạch Vạn An khó chịu nói ra, dối trá đổ vật. Sau đó, hắn rồi hướng Diệp Thần Phong nói ra, Diệp lão đệ. Ngươi nếu không muốn làm chúng ta hồn khí các lão tổ, như vậy chúng ta cũng không miễn cưỡng rồi. Đúng rồi, qua một tháng nữa là khí thần cốc mở ra ngày, không biết Diệp lão đệ có hứng thú hay không? Diệp Thần Phong nghi ngờ nói, khí thần cốc. Thạch Vạn An hồi đáp, đúng vậy, chính là khí thần cốc, Diệp lão đệ ngươi mới vừa tới đến thượng giới, nhất định là không biết khí thần cốc. Kế tiếp, Thạch Vạn An cùng Lý Mộc Ngôn đối Diệp Thần Phong giới thiệu một phen khí thần cốc. Nguyên lai này khí thần cốc đến từ chính hỗn độn thời đại. Cũng không ai biết khí thần cốc là làm sao xuất hiện. Hoặc là được ai tạo ra. Dù sao khí thần cốc mỗi một niên đều sẽ mở ra một lần. Chỉ cần là luyện khí sư là có thể tiến vào trong cốc. Khi tiến vào trong cốc sau, không giống cấp bậc luyện khí sư sẽ gặp phải không giống độ khó khiêu chiến. Tại khí thần cốc bên trong dừng lại thời gian càng dài, lấy được chỗ tốt nhưng là càng nhiều, đương nhiên phần lớn luyện khí sư, tại khí thần cốc bên trong dừng lại thời gian tại chừng một ngày. Dừng lại thời gian nhất định muốn vượt qua một ngày, tiến vào bên trong người mới có thể bắt đầu đạt được lợi ích. Có thể nói ở trong đó dừng lại thời gian cùng luyện khí sư cấp bậc không quan hệ, dù sao cấp bậc càng cao, gặp phải độ khó cũng lại càng lớn. Ở trong đó hoàn toàn xem chính là trời phú. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An hàng năm đều sẽ đi khí thần cốc, nhưng bọn họ ở trong cốc kiên trì thời gian không có vượt qua 3 ngày, thành tích tốt nhất cũng có 2 ngày nhiều thời giờ. Cho dù như thế, Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An đã tại trong đó đã lấy được không ít chỗ tốt rồi,
có thể nói khí thần cốc mỗi một niên đều đúng giờ mở ra, thật giống đang đợi một cái có thể chinh phục người tới của nó đến. Khi biết khí thần cốc nguồn gốc sau, Diệp Thần Phong tự nhiên là cảm giác hứng thú rồi, đặc biệt là nghe nói khí thần cốc đến từ chính hỗn độn thời đại, như vậy hắn trong khẳng định có bí mật tồn tại. Một tháng sau, khí thần cốc mở ra tháng ngày, Diệp Thần Phong nhất định muốn đi nơi đó đi một chuyến. Chương 2626, khiến hắn làm nô. Hồn khí các phía sau núi là triệt để ổn định. Diệp Thần Phong cũng tỏ vẻ ra là một tháng sau, hắn cũng muốn đi một chuyến khí thần cốc. Tại rõ ràng Diệp Thần Phong là chí tôn luyện khí sư, sau đó Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An tự nhiên không thể mã hổ, bọn hắn khiến người ta lập tức chuẩn bị yến hội, tự mình bồi tiếp Diệp Thần Phong uống rượu. Trận này yến hội, Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu Thiên đám người toàn bộ tham gia, thậm chí ngay cả bị thương Vương Trưởng Lão cũng tới, đây là Diệp Thần Phong nói ra. Vừa vặn Vương Trưởng Lão cũng không hề đồng thời đi theo đến Hậu Sơn, cho nên hắn chả cũng không biết Diệp Thần Phong là chí tôn luyện khí sư, nhưng trong lòng của hắn quả thực cảm kích Diệp Thần Phong, hắn lúc trước chưa hề nghĩ tới một ngày nào đó có thể cùng hồn khí các lão tổ cùng uống rượu. Bữa này yến hội kéo dài thời gian thật dài. Đến cuối cùng Vương Trưởng Lão, Phương Đoá Nhi cùng Trầm Hàn đám người toàn bộ uống say đi qua, chỉ có Diệp Thần Phong, Lý Mộc Ngôn, Thạch Vạn An, Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu Trời còn duy trì thanh tỉnh. Sau khi cơm nước no nê, Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An cũng không hề lập tức khiến người ta triệt hồi yến hội, bọn hắn bắt đầu hỏi Diệp Thần Phong các loại luyện khí thượng nan đề. Vừa bắt đầu bọn hắn chỉ là ôm thử một lần tâm thái. Tuy nói Diệp Thần Phong luyện khí trình độ so với bọn họ thâm hậu, nhưng trong lòng bọn họ nan đề có thể nói là cực kỳ xảo quyệt, bọn hắn rõ ràng cho dù so với bọn họ trình độ cao luyện khí sư cũng khó có thể trả lời đi ra ngoài. Nhưng, để cho bọn họ một cách không ngờ chính là, Diệp Thần Phong hầu như cũng có thể đem các loại nan đề cho giải đáp đi ra ngoài, này làm cho Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An nhất thời tinh thần gấp trăm lần, bọn hắn càng thêm chăm chỉ không ngừng hỏi trong lòng các loại nghi hoặc. Tại Diệp Thần Phong đem từng cái nghi hoặc mở ra sau đó bọn hắn rõ ràng trước đó vẫn là quá thấp đánh giá Diệp Thần Phong rồi. Đồng dạng là chí tôn luyện khí sư, bọn hắn cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó là một cái thiên hòa một chỗ khác biệt, thật giống không có bất kỳ nan để có thể gây khó khăn Diệp Thần Phong rồi. Một hỏi một đáp, không ngừng tiến hành. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An trong lòng là càng ngày càng bội phục Diệp Thần Phong rồi, bọn hắn thậm chí cảm thấy có thể Diệp Thần Phong trình độ. Hoàn toàn có tư cách làm sư phụ của bọn họ rồi. Tại liên tục hỏi mười mấy nghi hoặc sau, Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An rốt cục ngừng lại, bọn hắn yêu cầu tiêu hóa một cái, nếu như lại hỏi đi xuống, bọn hắn cũng tiêu hóa không được. Đứng lên, không hẹn mà cùng cho Diệp Thần Phong cúc cung. Diệp lão đệ, hôm nay ta thụ giáo, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có người a hát. Trước đây lão đầu ta quá dậm chân tại chỗ rồi. Cho là mình luyện khí trình độ có cỡ nào ghê gớm, bây giờ tại lão đệ trước mặt ngươi, ta cảm giác mình làm mặt đỏ. Lý Mộc Ngôn thở dài nói. Thạch Vạn An gật đầu tán thành, Diệp lão đệ, hôm nay ngươi vì chúng ta giải đáp nhiều như vậy nghi hoặc, ngươi đầy đủ làm hai chúng ta sư phụ rồi, không biết. Diệp Thần Phong trực tiếp ngắt lời nói, hai vị lão ca. Các ngươi cũng đều là chí tôn luyện khí sư, loại lời này thì không cần nói. Về sau chúng ta có thể lẫn nhau nhiều trao đổi một chút. Thấy Diệp Thần Phong không giống làm bộ. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An cũng không kiểu cách nữa rồi. Thạch Vạn An cười nói, Diệp lão đệ, từ nay về sau, chuyện của ngươi chính là hai chúng ta sự tình. Tại đây thượng giới hai chúng ta lão đầu hội vẫn đứng ở bên người ngươi. Chúng ta nhìn ra được ngươi là một cái không bình thường người. Tương lai chúng ta hay là có thể giúp ngươi một tay. Tuy nói Thạch Vạn An cùng Lý Mộc Ngôn không rõ ràng thân phận của Diệp Thần Phong, dù sao Diệp Thần Phong hiện thực tại dịch dung, thế nhưng Diệp Thần Phong tu vi thêm vào hắn chí tôn thân phận của luyện khí sư. Cho dù dùng cái mông nghĩ, tương lai Diệp Thần Phong cũng tuyệt đối sẽ ở thượng giới quật khởi. Mà muốn chân tránh quật khởi tuyệt đối sẽ chịu đến không nhỏ lực cản, Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An ở thượng giới cũng coi như là có chút nhân mạch. Bọn hắn tuyệt đối có thể giúp mà được Diệp Thần Phong một điểm bận bịu. Diệp Thần Phong không có từ chối, chắp tay nói ra, vậy ta liền trước cảm ơn hai vị lão ca rồi. Mà lúc này, Tề Khang Phúc nơi ở trong nhà. Ngoại trừ Tề Khang Phúc,
Trương cùng Chí, Đoạn Viêm cùng Lưu cùng Thạch bên ngoài. Còn có một cái phong độ nhẹ nhàng áo bào trắng thanh niên. Cái này áo bào trắng thanh niên nhìn qua tao nhã, nếu như Diệp Thần Phong tại nơi này, như vậy hắn nhất định có thể nhận ra người thanh niên này. Ban đầu ở viễn cổ giới, Diệp Thần Phong gặp Hà Gia thiếu chủ Hà Nguyên Thiên một đạo phân thân, đồng thời đem đạo này phân thân cho chém giết, cho Hà Nguyên Thiên bản thể đã tạo thành nhất định thương thế. Giờ khắc này ở trong nhà áo bào trắng thanh niên chính là Hà Nguyên Thiên rồi. Hà Gia bây giờ gia chủ nhi tử, Hà Gia bên trong công nhận đệ nhất thiên tài, tương lai nhất định sẽ kế thừa Hà Gia gia chủ vị trí người. Hà Nguyên Thiên tại hồn khí trong các tự nhiên cũng là có nhãn tuyến, hơn nữa Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí đã sớm phụ thuộc vào Hà Gia rồi. Tuy nói Hà Gia là thần nguyên giới bá chủ, nhưng bọn họ vẫn là không làm được một tay che trời. Muốn thống chọn một cái thần nguyên giới, này e sợ còn cần tiêu tốn một phen thời gian. Hà Nguyên Thiên lấy tư cách Hà Gia thiếu chủ, hắn vẫn muốn trước đem hồn khí các trưởng khống ở trong tay chính mình, thật là của hắn Hà Gia thiếu chủ. Hà Gia gia chủ tương lai người thừa kế, thế nhưng Hà Gia dòng chính bên trong trẻ tuổi không phải một mình hắn, cho nên hắn nhất định muốn làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Bởi vì hồn khí trong các có nhãn tuyến nguyên nhân, cho nên Hà Nguyên Thiên trước tiên biết rồi Diệp Thần Phong sự tình. Biết rồi từ đó giới đến rồi một cái thần đế cảnh sơ kỳ tu vi, hơn nữa còn là bát phẩm luyện khí sư tiểu tử. Hắn không biết Diệp Thần Phong là chí tôn luyện khí sư. Khi biết tin tức này sau, Hà Nguyên Thiên lợi dụng truyền tống trận chạy tới đầu tiên hồn khí các tổng bộ, hắn thân là Hà Gia đệ nhất thiên tài, thậm chí là cả giới đệ nhất thiên tài, một mực nói hắn là thượng giới thiên tài bên trong có hy vọng nhất cái thứ nhất bước vào thần đế cảnh sơ kỳ. Nhưng hôm nay nhưng có người đi tới hắn đằng trước đi rồi. Hơn nữa đối phương còn có thể là một cái 1000 năm trở xuống tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Đi tiếp xúc một chút tiểu tử kia, Hà Nguyên Thiên bình thản nói ra. Hắn bây giờ tu vi tại thần tôn cảnh đỉnh phong tiểu viên mãn đỉnh phong, đây đã là vô cùng không được được rồi. Nằm ở thần đế cảnh Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí, bọn hắn đối mặt so với thực lực mình yếu Hà Nguyên Thiên, bọn hắn biểu hiện rất là cung kính. Tề Khang Phúc đích thật là có thần đế cảnh tu vi đỉnh cao, nhưng thần đế cảnh đỉnh phong bên trong cũng có sự phân chia mạnh yếu. Bây giờ Hà Gia lão tổ Hà Không Thắng đồn đãi cũng đang thần đế cảnh đỉnh phong, thế nhưng Hà Không Thắng thần đế cảnh đỉnh phong sức chiến đấu tuyệt đối là không phải chuyện nhỏ. Hay là mười mấy, thậm chí trên trăm cái Tề Khang Phúc cũng không phải là một cái Hà Không Thắng đối thủ. Hà Thiếu có ý tứ là muốn lôi kéo tiểu tử kia. Tề Khang Phúc hỏi. Hà Nguyên Thiên lắc lắc đầu, lôi kéo. Hắn xứng sao, ta muốn khiến hắn làm nô. Nói thật ra. Hà Nguyên Thiên trong lòng đố kỵ Diệp Thần Phong thiên phú, hắn ghen tị phát điên, hiện tại có người ở 1000 năm trước đây liền bước vào thần đế cảnh sơ kỳ rồi, hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Nếu như hắn không muốn chứ? Tề Khang Phúc lần thứ hai hỏi. Chết! Hà Nguyên Thiên chỉ nói một chữ, trên mặt hắn hiền lành lịch sự biến mất không còn chút nào, thay vào đó một vệt vẻ dữ tợn. Chương 2627, không biết điều. Trời tối người vắng. Hồn khí các tổng bộ có nhiều chỗ vẫn là đèn đuốc sáng choang, mà có nhiều chỗ nhưng lại yên tĩnh lại. Diệp Thần Phong, Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu Thiên đám người về tới của mình trong nhà. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An đã bế quan đi lĩnh ngộ Diệp Thần Phong cho lúc trước bọn hắn giải đáp nghi ngờ, đợi được bọn hắn lần này sau khi xuất quan, e sợ luyện khí trình độ hội có sự khác biệt trình độ tăng lên. Trong nhà không gian một trận vặn vẹo. Hai đạo bóng đen xuất hiện tại đây. Tại hai bóng đen này xuất hiện sau đó trong nhà ba gian phòng cửa phòng từ bên trong bị đẩy ra. Diệp Thần Phong, Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Thu Thiên từ trong phòng đi ra, bọn hắn cảm thấy có người đi tới nơi này. Về phần Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược vừa vặn bởi vì uống say, bây giờ là ngủ say như chết. Người tới chính là Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí. Hà Nguyên Thiên dù sao cũng là Hà Gia thiếu chủ. Bọn hắn lén lút lại phụ thuộc vào Hà Gia rồi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy tương lai Hà Gia hội trưởng khống tại Hà Nguyên Thiên trong tay, cho nên bọn hắn đối với Hà Nguyên Thiên dặn dò là tự mình xuất phát rồi. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí đêm khuya đến thăm, nhất định là vô sự không lên Tam Bảo Điện.
Nam Sơn lão yêu cùng Thẩm Tu Thiên đứng ở Diệp Thần Phong hai bên, trong gân mạch linh khí dòng sông chạy vọt lên, ánh mắt như ngừng lại Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí trên người. Kể từ khi biết Diệp Thần Phong chính là song tôn sau đó, Nam Sơn lão yêu cùng Thẩm Tu Thiên ý nghĩ trong lòng, lần thứ hai xảy ra một loạt thay đổi. Nam Sơn lão yêu hoạt động lên giới quách ra con rơi, khi biết Diệp Thần Phong song tôn thân phận sau, hắn hiểu được tại sao trước đó Diệp Thần Phong dám nói, lần này đi hướng thượng giới, quách ra tất diệt rồi. Nguyên lai Diệp Thần Phong là thật sự có như vậy phấn khích, Nam Sơn lão yêu đối Diệp Thần Phong tâm phục khẩu phục, huống hồ Diệp Thần Phong tu vi cũng siêu quần. Tương lai thật sự không biết hội đến một cái gì độ cao. Thẩm Tu Thiên nhất thẳng coi Diệp Thần Phong là làm ân công đối xử, Diệp Thần Phong biểu hiện ra năng lực càng mạnh, trong lòng của hắn tự nhiên là càng cao hứng. Tề Khang Phúc khoát tay áo một cái, nói ra, buông lỏng một chút, chúng ta còn không đến mức tại hồn khí trong các đối với các ngươi động thủ. Diệp Thần Phong thần sắc bình tĩnh, nói đi, có chuyện gì? Tề Khang Phúc cười nói, ta liền yêu thích sảng khoái người, lần này ngươi nhưng quá may mắn. Ta nghĩ thượng giới Hà gia ngươi nên biết chứ. Hà gia nhưng là cả thần nguyên giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ tồn tại. Nghe được Hà gia, Diệp Thần Phong đồng tử vi vi co rụt lại, mà Nam Sơn lão yêu cùng Thẩm Tu Thiên thân thể cũng căng thẳng banh, bọn hắn cũng đều biết Diệp Thần Phong được Hà gia rơi xuống lệnh truy nã. Thế nhưng Diệp Thần Phong hiện tại nằm ở dịch dung trạng thái, thân phận của hắn hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Chỉ thấy Tề Khang Phúc tiếp tục nói, Hà gia thiếu chủ vừa ý ngươi rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý làm nô bộc của hắn, như vậy ngươi lập tức có thể trở thành Hà gia người. Tiến vào Hà gia sau đó ngươi có thể được đến lượng lớn tài nguyên, này là người khác cầu cũng không cầu được, ngươi chỉ là tới từ ở bên trong giới mà thôi, này đối với ngươi mà nói là một cái cơ duyên to lớn, ngươi cần phải hảo hảo nắm chặt. Hà gia thiếu chủ. Diệp Thần Phong trước đó tuy nói chém một đạo Hà gia con cháu phân thân, nhưng hắn cũng không biết đạo kia phân thân chính là Hà gia thiếu chủ. Xem ra trước mặt Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí cùng Hà gia quan hệ không tầm thường, lấy hắn thực lực bây giờ không thích hợp quá sớm cùng Hà gia đối kháng. Quá rồi sau một hồi lâu, Diệp Thần Phong nói một câu, không có hứng thú. Tề Khang Phúc trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc ở, Trương Cùng Chí cười lạnh nói, cho ngươi ba phần màu sắc. Ngươi liền muốn mở phường nhuộm, cho là mình là cái thứ gì? Tu vi tại thần đế cảnh sơ kỳ, thật là của ngươi thiên tài, nhưng thiên tài thật là cho dễ chết hiểu. Bát phẩm luyện khí sư cấp bậc cũng không tính thấp, nếu như đáp ứng làm thế nào thiếu nô bộc, như vậy ta có thể truyền dạy cho ngươi phương pháp luyện khí, cho ngươi hết khả năng tăng lên luyện khí trình độ. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Nam Sơn lão yêu cùng Thẩm Tu Thiên, hai người bọn họ trong lòng là xì mũi coi thường, phải biết Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An luyện khí trình độ cũng không bằng Diệp Thần Phong. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí tại luyện khí thượng khẳng định cũng là được Diệp Thần Phong bỏ qua hơn 10 đầu phố mặt hàng. Diệp Thần Phong đạm mạc nói, trở về nói cho kia cái gì Hà thiếu, ta không có cho người làm chó thói quen, bên cạnh ta ngược lại là thiếu một con chó, nếu như hắn nguyện ý làm chó của ta. Như vậy ta bất cứ lúc nào hoan nghênh. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí khí sắc mặt đỏ lên, bọn hắn cho rằng mang ra Hà gia tên tuổi. Diệp Thần Phong hẳn là liền sẽ chịu thua, dù sao Hà gia nhưng là thần nguyên giới bá chủ cấp gia tộc A Hát. Nhưng ai biết sự tình hoàn toàn cùng tưởng tượng của bọn họ ngược lại. Diệp Thần Phong vốn là mềm không được cứng không xong. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí không thể ở nơi này động thủ, bây giờ Diệp Thần Phong là hồn khí các chí tôn khách khanh, bọn hắn một khi đối Diệp Thần Phong động thủ, đến lúc đó có Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An một trộn lẫn, hai người bọn họ hội có phiền toái không nhỏ. Âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Thần Phong hồi lâu, Tề Khang Phúc lạnh lùng nói, không biết điều đồ vật, Hà thiếu nhưng là đã cho ngươi sống sót cơ hội, ngươi tại sao một mực không quý trọng đâu này. Tương lai hội có lúc ngươi hối hận. Tề Khang Phúc nhìn ra được Diệp Thần Phong là sẽ không nguyện ý làm Hà Nguyên Thiên nô bộc rồi, hắn và Trương Cùng Chí thân ảnh lập tức biến mất ở trong nhà. Tại hai người bọn họ sau khi rời đi, Diệp Thần Phong trong con ngươi bên trong nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Không nghĩ tới không có vạch trần thân phận của mình, hắn cũng đã được Hà gia người theo dõi, xem ra hắn thật sự nhất định muốn mau chóng tăng cao tu vi rồi, như vậy hắn mới có năng lực tự vệ. Thẩm Tu Thiên nhỏ giọng nói, ân công, ngươi dù sao đã cùng Hà gia đối mặt, một cái Hà gia thiếu chủ tính là thứ gì?
hắn cũng xứng cho ngươi làm nô tài. Chỉ cần ân công ngươi như thế tiếp tục trưởng thành, tương lai tuyệt đối có thể thế thân Hà gia. Nam Sơn lão yêu cũng tán đồng gật đầu, lấy ân công thiên phú của ngươi, tương lai ngươi có thể sáng tạo xuất một cái tuyệt thế đại gia tộc đến. Mà lúc này, Tề Khang Phúc trong sân trong đại sảnh. Hà Nguyên Thiên một mực tại chờ đợi lấy tin tức, thẳng đến Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí xuất hiện, hắn nhàn nhạt mà hỏi, thế nào rồi? Tề Khang Phúc hồi đáp, Hà thiếu, tiểu tử kia cự tuyệt. Hà Nguyên Thiên gật gật đầu, khóe miệng cười gần càng tăng lên, tự nói, tại toàn bộ thần nguyên giới bên trong, còn không người dám từ chối ta Hà Nguyên Thiên, ta sẽ đích thân cho hắn biết từ chối ta hậu quả. Hà Nguyên Thiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới tại viễn cổ giới chém tới hắn một đạo phân thân Diệp Thần Phong, này đối với hắn mà nói quả thực là kỳ. Hổ thẹn, đại, nhục. Hắn cũng không biết tại hồn khí trong các tiểu tử kia chính là Diệp Thần Phong. Hắn lửa giận trong lòng trong lúc nhất thời điên cuồng dâng lên, tuy nói hắn là Hà gia thiếu chủ, nhưng yếu hắn ở nơi này động thủ giết Diệp Thần Phong, hắn vẫn là không làm được. Dù sao Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An hội ra sức bảo vệ Diệp Thần Phong, mà tu vi của hắn cũng chỉ có thần tôn cảnh đỉnh phong tiểu viên mãn đỉnh phong, hắn yếu tự mình ra tay giết Diệp Thần Phong, hắn không muốn để cho người khác động thủ, cho nên hắn chỉ có thể lại để cho Diệp Thần Phong sống thêm một đoạn cuộc sống. Chương 2628, quả nhiên đủ hiệp nghĩa. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí tới tìm một lần Diệp Thần Phong sau. Tất cả lại khôi phục yên tĩnh, giống như cái gì sự tình cũng không có phát sinh như thế. Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An một mực nằm ở bế quan trạng thái, Diệp Thần Phong không thể ở nơi này ở lâu, hắn nhất định phải chỉ có thể là tăng lên chính mình tu vi, cho nên hắn dự định rời đi hồn khí các. Hắn đã từ Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An trong miệng biết được khí thần cốc vị trí, một tháng sau, khí thần cốc mở ra tháng ngày, hắn sẽ tới đúng lúc. Về phần Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược, Diệp Thần Phong làm cho các nàng ở lại hồn khí trong các. Có lẽ là biết đi theo chỉ sẽ liên lụy Diệp Thần Phong, cho nên bọn họ hai cái là tiếp nhận rồi Diệp Thần Phong sắp xếp. Bây giờ Diệp Thần Phong chính là hồn khí các chí tôn khách khanh, lại nói Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ biết Diệp Thần Phong chí tôn thân phận của luyện khí sư, có hai người bọn họ tại hồn khí trong các chiếu ứng, Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược tuyệt đối không có việc gì. Diệp Thần Phong không kịp đợi Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An xuất quan, để Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ nhắn dùm một tiếng. Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ một còn muốn tưởng giữ lại Diệp Thần Phong, có thể thấy được Diệp Thần Phong cố ý muốn rời đi, hai người bọn họ chỉ có thể bí mật giúp Diệp Thần Phong bọn hắn an bài một cái truyền tống trận, trực tiếp đem bọn hắn truyền tống ra hồn khí các, như vậy cũng sẽ không để người chú ý rồi. Nam Sơn lão yêu cùng Thẩm Tu Thiên tự nhiên là đi theo Diệp Thần Phong cùng rời đi, Thiên Ưng đầu lâu cũng bị hắn cho mang ở trên người. Hắn còn muốn từ phía trên ưng trong miệng biết hỗn độn thời đại cường giả hầm mộ đây. Truyền tống ra hồn khí các tổng bộ sau đó Diệp Thần Phong cũng không hề lập tức vấn Thiên Ưng, mà là hướng về thượng giới Thiên Vũ Tông phương hướng tiến đến. Hôm nay Vũ Tông ở thượng giới danh tiếng cực kỳ được, tuyệt đối cũng coi là một cái danh môn chính phái rồi. Lúc trước Thẩm Tu Thiên lần đầu tiên tới thượng giới thời điểm, hắn phát hiện Thiên Vũ Tông lại đang thu thập đồng nam cùng đồng nữ trái tim. Khi hắn lẻn vào Thiên Vũ trong tông sau đó hắn lại đã được biết đến Thiên Vũ tông tìm tới một chỗ hỗn độn thời đại di tích. Trên trời Vũ trong tông tổng cộng có ba tên thần đế cảnh hậu kỳ lão tổ tỏa chấn, cuối cùng Thẩm Tu chăn trời Thiên Vũ tông ba tên lão tổ truy sát. Hiểm mà lại hiểm mới về đến bên trong giới đi. Bây giờ Diệp Thần Phong muốn đi Thiên Vũ tông một chuyến, có hắn lại tăng thêm Nam Sơn lão yêu cùng Thẩm Tu Thiên. Thiên Vũ trong tông ba tên thần đế cảnh hậu kỳ lão tổ hẳn là không đáng sợ rồi. Trong lòng của hắn chờ mong lấy Thiên Vũ tông phát hiện chỗ kia hỗn độn thời đại di tích. Bây giờ chả cũng không hề được hoàn toàn thăm dò xong xuôi, như vậy hắn liền có cơ hội tại trong di tích đạt được lợi ích rồi. Năm đó Thẩm Tu Thiên suýt chút nữa chết ở Thiên Vũ tông tam vị lão tổ trong tay. Lần này như ý liền có thể để Thẩm Tu Thiên về đến báo thù rồi. Tại hồn khí trong các thời điểm, Diệp Thần Phong biết một chút bây giờ thượng giới tình thế. Năm đó viễn cổ năm gia tộc lớn, ngoại trừ lão Bạch Ngô gia cùng lão Hắc Giang gia bên ngoài, Hà gia là bá chủ cấp gia tộc, về phần Khổng gia cùng Lâm gia ở thượng giới địa vị cũng không thấp, cũng có thể nói lên được là bá chủ cấp gia tộc rồi,
chỉ là hắn sức ảnh hưởng hay là so với Hà Gia yếu hơn một ít. Lão Bạch cùng Lão Hắc nên chính mình đi lên giới, hai người bọn họ rất có thể sẽ ở chính giữa giới đột phá đến thần đế cảnh hậu kỳ sau. Bọn hắn mới sẽ đi lên giới, hai người bọn họ dù sao cũng là đã từng ngút trời kỳ tài. Thiên Vũ Tông chỗ ở Sơn Môn có chênh lệch chút ít hoang vắng, chu vi có thể nói là không có người tu luyện thành trì, hoặc là thôn trang các loại. Liên tục chạy đi 5 ngày, Diệp Thần Phong bọn hắn mới đi đến được Thiên Vũ Tông dưới chân núi. Thiên Vũ Tông ba vị lão tổ phân biệt gọi là La Dễ Giàng Thọ, Đồng Thành Trì cùng Từ Lý Vân, có người nói bọn hắn còn bị có mấy người xưng là Hiệp Nghĩa Tam Lão, ý là này ba cái lão đầu yêu thích rút dao tương trợ, can đảm hiệp nghĩa. Diệp Thần Phong bọn hắn không muốn đánh rắn động cỏ, trực tiếp xông vào Thiên Vũ Tông cũng không phải một biện pháp hay, bọn hắn tại dưới chân núi đợi nửa ngày trời sau. Vừa vặn có một tên Thiên Vũ Tông trưởng lão trở về, bọn hắn trực tiếp đem người trưởng lão này khống chế được, đồng thời ở trong đầu hắn để lại dấu ấn. Tên này Thiên Vũ Tông trưởng lão chỉ có thể nghe theo ra lệnh cho bọn họ rồi. Diệp Thần Phong bọn hắn thu liếm khí thế, đi theo tên này Thiên Vũ Tông trưởng lão, cực kỳ thuận lợi đi lên Thiên Vũ Tông. Có người trưởng lão này dẫn đường, sau đó Diệp Thần Phong bọn hắn trên trời Vũ Tông bên trong hành tẩu là cực kỳ thuận lợi, thậm chí có thể nói là nghênh ngang. Từ người trưởng lão này trong miệng biết được, gần nhất Thiên Vũ Tông ba vị lão tổ một mực nằm ở bế quan trạng thái. Đồng thời từ người trưởng lão này trong miệng đã được biết đến ba vị lão tổ bế quan địa điểm. Có người trưởng lão này giúp bọn họ che giấu. Bọn hắn rất nhanh đi tới Thiên Vũ Tông phía sau núi một gian thạch thất trước. Vỗ một cái dày nặng cửa đá đọng thật chặt, tại thạch môn trả phát họa phức tạp trận pháp. Diệp Thần Phong không chút do dự liền bắt đầu phá giải trên cửa đá trận pháp, ước chừng nửa giờ sau. Thuận lợi đem trên cửa đá trận pháp phá giải ra rồi, nhẹ nhõm đem cửa đá đẩy ra. Ánh vào trong tầm mắt chính là một đầu thật dài thông đạo. Diệp Thần Phong bọn hắn để người trưởng lão kia lưu ở ngoài cửa, ba người bọn hắn đem khí thế của tự thân thu lại đã đến cực hạn. Xem ra này gian thạch thất bên trong diện tích phi thường to lớn, ba vị kia bế quan Thiên Vũ trưởng thượng tổ, hẳn là còn chưa phát hiện Diệp Thần Phong đám người đến. Một đường thận trọng hướng về bên trong thạch thất đi đến. Lại đi sau mười mấy phút, Diệp Thần Phong bọn hắn ngừng bước chân, chỉ thấy thật dài thông đạo rốt cục đi đến rồi. Tại cuối lối đi là một chỗ rộng rãi không gian. Trong không khí che kín nồng nặc mùi máu tanh, trong đó có ba cái lão đầu nhắm mắt tu luyện, có thể là Diệp Thần Phong bọn hắn tướng khí thế thu lại đã đến cực hạn, này ba cái lão đầu còn chưa phát hiện không đúng. Ngoài ra, tại đây nơi trong không gian chả nằm đầy từng bộ đồng nam cùng nữ đồng thi. Thể, bọn hắn ngực trái tim vị trí toàn bộ có một cái động, mà trong đó trái tim toàn bộ là không cánh mà bay rồi. La Dễ Giàng Thọ, Đồng Thành Trì cùng Từ Lý Vân này ba cái lão đầu, khóe miệng của bọn họ lưu lại tiên huyết, xem ra ba người bọn hắn hẳn là nuốt chửng những này trái tim. Diệp Thần Phong lông mày chăm chú nhíu lại, một bên Nam Sơn lão yêu cùng Thẩm Thu Thiên sắc mặt cũng khá là khó coi. Diệp Thần Phong có thể cảm giác được suốt này ba cái lão đầu hô hấp thổ nạp vô cùng quái lạ, bọn hắn hẳn là đang tu luyện một loại phi thường quỷ quái công pháp. Ba người bọn hắn môi hiện ra một loại màu tím đen, nếu như đổi lại bình thường, đây là dấu hiệu trúng độc, nhưng đối với này ba cái lão đầu tới nói, bọn hắn không có trúng độc, đây chỉ là tu luyện công pháp một loại dấu hiệu. Này ba cái lão đầu khí thế trên người không ngừng bốc hơi, bọn hắn bây giờ tuy nói tu vi vẫn nằm ở thần đế cảnh hậu kỳ, nhưng theo như chiếu tình thế như vậy đi xuống, bọn hắn tại trong vòng 20 năm là có thể đột phá đến thần đế cảnh đỉnh phong. Chỗ này trong không gian từng bộ tiểu hài tử thi. Thể, trên mặt bọn họ toàn bộ tràn đầy thống khổ và thần sắc sợ hãi, loại vẻ mặt này là bọn hắn tử vong trước cuối cùng dừng hình. Này Hiệp Nghĩa Tam Lão, quả nhiên là đủ hiệp nghĩa đó a. Diệp Thần Phong, Nam Sơn Lão yêu cùng Thẩm Tu Thiên trong lòng đều có lửa giận đang bốc lên đến, này cái gọi là Hiệp Nghĩa Tam Lão hành vi, quả thực có thể nói là xúc. Sinh, không bằng. Chương 2629, Thần Thông Cuộc Chiến. Bởi lửa giận ngút trời. Diệp Thần Phong, Nam Sơn Lão yêu cùng Thẩm Thu Thiên cực gây nên nội liếm thật khí thế lộ ra ngoài, nguyên bản nằm ở trong tu luyện La Dễ Giàng Thọ, Đồng Thành Trì cùng Từ Lý Vân đột nhiên mở mắt ra, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong đám người lúc, từ trong tròng mắt của bọn họ bắn ra vẻ âm tàn.
Diệp Thần Phong bọn hắn thấy mình bị phát hiện rồi, trực tiếp bước chân vào chỗ này rộng rãi không gian bên trong, muốn biết Thiên Vũ Tông phát hiện hỗn độn thời đại di tích, chỉ có thể từ nơi này ba cái lão đầu trong miệng đã được biết đến. Là dễ dàng thọ các loại ba vị Thiên Vũ Tông lão tổ, bọn hắn dồn dập đứng lên, tại đình chỉ hô hấp thổ nạp sau đó môi của bọn họ khôi phục bình thường màu sắc. Cảm thụ Diệp Thần Phong các loại người khí thế trên người, bọn hắn căng thẳng thần kinh lập tức thả lỏng ra. Bọn hắn cảm giác được Diệp Thần Phong chỉ có thần đế cảnh sơ kỳ tu vi, mà Nam Sơn lão yêu cùng Thẩm Tu Thiên cũng bất quá là thần đế cảnh hậu kỳ mà thôi, phải biết ba người bọn hắn nhưng cũng là thần đế cảnh hậu kỳ, bọn hắn chắc chắn vậy thần đế cảnh hậu kỳ cường giả, tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Ánh mắt của bọn họ tập trung vào Thẩm Tu Thiên trên người, đánh giá tốt sau một hồi lâu, là dễ dàng thọ quát lạnh, dĩ nhiên là ngươi. Năm đó cho ngươi tại chúng ta dưới tay đào tẩu, ngươi chẳng những không có hảo hảo quý trọng, lại vẫn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta, ngươi này là nếu muốn báo thù sao? Thẩm Tu Thiên năm đó ở La Dễ Dàng Thọ, Đồng Thành Trì cùng Từ Lý Vân dưới sự đuổi giết, hắn có thể nói là mấy lần trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, đoạn kia lưu vong tháng ngày bây giờ nghĩ đến cũng cực kỳ uất ức. Thẩm Tu Thiên cắn răng nghiến lợi, hai bàn tay thật chặt nắm thành quyền đầu, trên mu bàn tay bạo khởi từng cây tráng kiện gân xanh. Nếu như không có Diệp Thần Phong ra tay, như vậy chỉ sợ hắn cả đời này cũng không cách nào đã tỉnh lại, cuối cùng trực tiếp hội bị mất mạng, có thể tưởng tượng được trong lòng của hắn đối La Dễ Dàng Thọ phẫn nộ của bọn hắn rồi. Trên người thần đế cảnh hậu kỳ thật khí thế tăng vọt mà lên, Thẩm Tu Thiên quần áo trên người được kình khí cổ động liên tục run run. Sắc mặt lạnh lẽo một mảnh, ba người các ngươi mặt người lòng thú lão già, các ngươi xứng với hiệp nghĩa tam lão danh xương sao. Đồng Thành Trì vuốt vuốt sâu mép, cho rằng dẫn theo hai người lại đây, là có thể tại trước mặt chúng ta lật lên bọt nước. Lại còn dẫn theo một cái thần đế cảnh sơ kỳ tiểu tử tới nơi này. Hôm nay nơi này chính là của các ngươi táng sinh đất. Sứt tiếng. Đồng Thành Trì thân ảnh động. La Dễ Dàng Thọ cùng Từ Lý Vân bọn hắn cũng theo sát phía sau, đem người bên trong thần đế cảnh hậu kỳ thật khí thế tăng lên tới cực hạn. Trong đó Từ Lý Vân hướng về Diệp Thần Phong lao đi rồi, hắn căn bản không có thanh Diệp Thần Phong để ở trong mắt, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong cái này thần đế cảnh sơ kỳ ra hỏa căn bản không đáng sợ. Đối mặt Từ Lý Vân xung kích, Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông cũng chạy vọt lên. Trước đó cùng Nam Sơn lão yêu giao đấu tốc độ thời điểm, hắn từ Vĩnh Hằng Bảo Điển bên trong lĩnh ngộ một môn gọi là cực quang bộ pháp. Dựa vào cực quang bộ pháp, tại phương diện tốc độ là miễn cưỡng vượt qua Nam Sơn lão yêu. Trước mắt đối mặt thần đế cảnh hậu kỳ Từ Lý Vân, Diệp Thần Phong nhưng không qua loa được, trong cơ thể cực quang bộ pháp vận chuyển. Đột nhiên trong lúc đó, Diệp Thần Phong song trên đùi lóe lên ánh sáng màu trắng, hơn nữa ánh sáng màu trắng đột nhiên khi hắn trên hai chân bạo phát, hắn bạo phát tốc độ cực cực kỳ nhanh. Tại ánh sáng màu trắng bộc phát ra trong nháy mắt, nhanh chóng áp sát Diệp Thần Phong Từ Lý Vân, mắt hắn trong tầm mắt một trận hoảng hốt. Cực quang! Diệp Thần Phong đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Từ Lý Vân trong lúc hoảng hốt, hắn có một loại phi thường dự cảm không tốt, hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót. Một tiếng. Thân thể hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong con ngươi ánh vào Diệp Thần Phong vẻ mặt bình thản. Tại trên lồng ngực của hắn xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Ấm áp tiên huyết không ngừng từ trong đó chảy xuôi mà ra, đau đớn kịch liệt kích thích trong thân thể hắn mỗi một tế bào, làm cho hắn khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Điều này sao có thể? Đối phương rõ ràng chỉ là một cái thần đế cảnh sơ kỳ tu vi tiểu tử mà thôi, hắn thậm chí ngay cả một cái thần đế cảnh sơ kỳ tiểu tử tốc độ cũng theo không kịp. Dĩ nhiên vừa tới liền ở lật thuyền trong mương. Một bên khác, là dễ dàng thọ đối mặt Thẩm Tu Thiên. Mà Đồng Thành Trì nhưng là đối mặt Nam Sơn lão yêu. Nam Sơn lão yêu sức chiến đấu không phải bình thường thần đế cảnh hậu kỳ có thể so sánh. Mà Thẩm Tu ngày sức chiến đấu mặc dù so sánh Nam Sơn lão yêu yếu, nhưng là cực kỳ không tầm thường rồi. Nam Sơn lão yêu trực tiếp đem Đồng Thành Trì cho đẩy lui rồi. Cùng Thẩm Tu thiên chiến bất phân cao thấp La Dễ Dàng Thọ, hắn cũng gấp bận bịu lùi về sau. Đồng Thành Trì cùng La Dễ Dàng Thọ đi tới Từ Lý Vân bên cạnh, hai người bọn họ lập tức cho Từ Lý Vân phục dụng một viên đặc thù màu đỏ viên thuốc. Loại này màu đỏ viên thuốc không hề giống là đan dược. Tại Từ Lý Vân dùng xong sau,
Bộ ngực hắn phá tan lỗ máu địa phương, bên trên huyết nhục lại đang nhuyễn chuyển động, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở. Bộ ngực hắn lỗ máu liền khôi phục. Diệp Thần Phong nhíu mày, hắn thân là chí tôn luyện dược sư, hắn tự nhiên có thể khẳng định Từ Lý Vân dùng tuyệt đối không phải đan dược. Tại Từ Lý Vân thương thế khôi phục sau đó này cái gọi là hiệp nghĩa tam lão, thần sắc trên mặt bọn họ cũng biến thành ngưng trọng lên. Nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ Từ Lý Vân đối đầu Diệp Thần Phong. Hẳn là vài phút đồng hồ, thậm chí là mấy giây là có thể đem Diệp Thần Phong giải quyết, nhưng ai biết cuối cùng Từ Lý Vân trực tiếp được Diệp Thần Phong cho đánh bay ra ngoài, chả bị thương không nhẹ, này để cho bọn họ là có chút không thể tin được rồi. Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu Thiên đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh, bọn hắn đối Diệp Thần Phong sức chiến đấu cực kỳ yên tâm. La Dễ Dàng Thọ âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tu Thiên, xem ra lần này ngươi là thật sự có chuẩn bị mà đến rồi. Bất quá, nếu như các ngươi liền chút bản lãnh này lời nói, như vậy các ngươi báo thủ chính là một chuyện cười. Trong khi nói chuyện, La Dễ Dàng Thọ mi tâm thức hải không ngừng lập lòe, từ bên trong thân thể của hắn bạo phát ra nhất cổ đáng sợ thần hồn chi lực. A hát! Trong cổ họng hắn đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Không khí chung quanh toàn bộ biến thành màu đỏ, một loại cảm giác ngột ngạt ở xung quanh nhanh chóng lan tràn. Hy vọng tiếp sau đó, các ngươi còn có thể chấn định như vậy. Một loại năng lượng màu đỏ ngòm từ La Dễ Dàng Thọ trong cơ thể bộc phát ra, sát theo đó, một cái do năng lượng hình thành tượng thần hư ảnh đột nhiên ở trước mặt hắn xuất hiện. Này chính là thần đế cảnh cường giả có thể thi triển một loại thần thông, bất quá nói như vậy chỉ có đã tới thần đế cảnh hậu kỳ mới có thể thi triển. Hơn nữa đang sử dụng một lần sau đó đều sẽ có hai chừng 10 ngày thời kỳ dưỡng bệnh, nếu qua này 20 ngày, mới có thể thi triển lần thứ hai. Thông thường tới nói một cái thần đế cảnh cường giả chỉ biết hình thành một tôn tượng thần hư ảnh. Này tượng thần hư ảnh có thể giúp đồng thời chiến đấu, hắn sức chiến đấu cùng người sử dụng tương đồng, thậm chí càng vượt qua người sử dụng. Lúc trước Diệp Thần Phong bước vào thần đế cảnh sơ kỳ thời điểm, hắn một lần tạo thành ba cái tượng thần hư ảnh. Hơn nữa tại thần đế cảnh sơ kỳ thời điểm, hắn là có thể thi triển này các loại thần thông rồi. Khoảng cách lần trước thi triển, hẳn là đã quá rồi hai chừng 10 ngày thời gian. Tại La Dễ Dàng Thọ thi triển thần đế cảnh thần thông sau. Đồng Thành Chỉ cùng Từ Lý Vân cũng không chút do dự thi triển này các loại thần thông, hai người bọn họ tượng thần hư ảnh vậy đột nhiên ở trong không khí hình thành. Xem ra bọn họ là muốn tới một lần thần thông cuộc chiến rồi. Chương 2630, dị biến tượng thần. La Dễ Dàng Thọ, Đồng Thành Chỉ cùng Từ Lý Vân hình thành tượng thần hư ảnh lớn vô cùng. Hơn nữa bọn hắn hình thành tượng thần cực kỳ quỷ dị, nói như vậy người tu luyện hình thành tượng thần, bất kể là tu sĩ chính đạo chả là ma đạo tu sĩ, bọn hắn hình thành tượng thần đều là phi thường chính thống, có thể nói hình thành tượng thần đều là cực kỳ uy nghiêm túc mục. Mà La Dễ Dàng Thọ, Đồng Thành Chỉ cùng Từ Lý Vân thi triển thần thông sau, hình thành này ba vị thần như, bên trên không có bất kỳ một tia trang nghiêm cùng nghiêm túc, có chỉ là khủng bố cùng máu tanh. Chỉ thấy này ba vị lớn vô cùng tượng thần, cả người là tràn đầy đỏ như màu máu, hơn nữa chúng nó trên người không ngừng có mùi hôi thối truyền tới. Này ba vị thần tượng dáng dấp cũng cực kỳ đáng sợ, cả khuôn mặt dường như mục nát như thế. Quan trọng nhất là này ba vị thần tượng thân thể. Tại thân thể của bọn nó bên trên, che kín từng cái mặt người. Hơn nữa này từng cái mặt người đều là nam đồng cùng nữ đồng, nguyên bản hẳn là thiên chân vô tà từng cái khuôn mặt nhỏ bé. Nhưng giờ khắc này xuất hiện ở đây ba vị thần tượng trên thân thể, tổng cho người một loại thấm hốt hoảng cảm giác. Hiện ra tại ba vị thần như trên thân thể này từng cái tiểu hài tử mặt người, con mắt của bọn họ, miệng, lỗ mũi cùng trong tai. Phảng phất tại chảy ra tiên huyết bình thường. La Dễ Dàng Thọ, Đồng Thành Chỉ cùng Từ Lý Vân hình thành tượng thần vẫn có thể được gọi là tượng thần đó sao? Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu Thiên thấy thế, bọn hắn cũng lập tức thi triển ra thần đế cảnh cường giả thần thông. Lập tức, một tôn màu xanh lá cự đại thần tượng hư ảnh xuất hiện tại Nam Sơn Lão Yêu trước mặt, một tôn màu xanh ra trời tượng thần hư ảnh xuất hiện tại Thẩm Tu Thiên trước mặt. Diệp Thần Phong cũng muốn thi triển thần đế cảnh thần thông. Nhưng lông mày của hắn lại chăm chú nhíu lại, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể nơi nào đó thật giống bị ngăn cản nhét đồng dạng.
trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào lập tức đem thần thông cho triển khai ra. Hắn trong mi tâm màu vàng thức hải, màu trắng thức hải, màu đen thức hải cùng màu xanh thức hải không ngừng trở mình vọt lên, trong đó yếu thuộc màu xanh thức hải bốc lên lợi hại nhất. Này màu xanh thức hải là thuộc về Vĩnh Hằng Bảo Điển. Trước đó đang tu luyện Vĩnh Hằng Bảo Điển sau mới hình thành mảnh này màu xanh thức hải. Mà trước đó Diệp Thần Phong bước vào thần đế cảnh sơ kỳ, hơn nữa có thể sử dụng tới thần thông thời điểm, hắn chả cũng không hề tu luyện Vĩnh Hằng Bảo Điển. Chẳng lẽ là bởi vì lại nhiều tu luyện một loại vô thượng phương pháp, này thúc đẩy bên trong thân thể của hắn lực lượng nào đó được bế tắc. Này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng là phiền muộn cực kỳ, vừa nhìn là dễ dàng thọ thần của bọn hắn như hư ảnh tuyệt đối không phải ngồi không, nhưng hôm nay hắn lại một mực không cách nào thi triển thần thông. Là dễ dàng thọ, Đồng Thành Trì cùng Từ Lý Vân tượng thần hư ảnh cơ hồ là giống nhau như đúc, ba người bọn hắn tượng thần tuyệt đối là trải qua biến dị, không tính là chính thống tượng thần rồi. Là dễ dàng thọ cười lạnh nói, kế tiếp liền để cho chúng ta tới thăm các ngươi một chút thực lực chân chính. Chỉ thấy là dễ dàng thọ, Đồng Thành Trì cùng Từ Lý Vân thủ cánh tay vung lên, trước người bọn họ to lớn đỏ như màu máu khủng bố tượng thần. Từ bọn hắn trên thân thể che kín từng cái tiểu hài tử mặt người bên trong, phát ra từng tiếng nhấp nhô liên tục tiểu hài tử tiếng khóc. Những này trong tiếng khóc ẩn chứa một loại mạnh mẽ song âm công kích. Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu Thiên lập tức để chính bọn hắn tượng thần hư ảnh đối cái kia ba vị màu máu đỏ tượng thần triển khai công kích. Song âm công kích đối tượng thần là không được tác dụng. Nhưng Diệp Thần Phong, Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu Thiên trên mặt vẻ mặt trở nên đau khổ. Bọn hắn đã nỗ lực thanh thính giác phong bế rồi, nhưng loại này sóng âm công kích vô cùng mạnh mẽ. Chỉ thấy Diệp Thần Phong, Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu ngày trong tai dĩ nhiên chảy ra từng tia tiên huyết. Nam Sơn Lão Yêu màu xanh lục tượng thần cùng Thẩm Tu ngày màu xanh lam tượng thần, đối la dễ dàng thọ cùng Đồng Thành Trì tượng thần triển khai công kích. Cái kia ba vị dị biến thần giống trên người mặt người bên trong đình chỉ tiếng khóc. Thuộc về Từ Lý Vân tượng thần hư ảnh hướng về Diệp Thần Phong nhào tới, mà la dễ dàng thọ cùng Đồng Thành Trì tượng thần hư ảnh, chúng nó đang nhìn đến Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu ngày tượng thần tới gần sau. Xèo 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 xèo. Từng cái tiểu hài tử mặt người nhanh chóng từ Đồng Thành Trì cùng la dễ dàng thọ tượng thần hư ảnh thượng thoát ly xuống. Này từng cái rậm rạp chằng chịt tiểu hài mặt người. Cực kỳ nhanh chóng bám vào ở Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu ngày tượng thần bên trên. Những tiểu hài tử này mặt người bám vào gấp vô cùng, Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu ngày tượng thần, chúng nó căn bản vô pháp đem những tiểu hài tử này mặt người cho lôi kéo xuống. Chỉ thấy những tiểu hài tử này mặt người bám vào sau đó bọn hắn không ngừng há hốc miệng ra, đang nhanh chóng cắn nuốt Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu ngày tượng thần hư ảnh. Người tu luyện cùng mình tượng thần trong lúc đó là có liên hệ. Có thể nói tượng thần hư ảnh cũng các loại cho nên bọn họ một phần. Nếu như tượng thần hư ảnh bị hao tổn, như vậy người tu luyện cũng sẽ bị không giống trình độ thương thế. Một khi tượng thần hư ảnh bị triệt để hủy diệt đi, như vậy người tu luyện cả đời tu vi đem dừng lại không tiến thêm. Này từng cái tiểu hài tử mặt người, bọn hắn phảng phất chính là tượng thần hư ảnh khắc tinh, bọn hắn cắn xé khởi Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu ngày tượng thần là không tốn sức chút nào. Bất quá! Chỉ cần tượng thần hư ảnh chưa hề hoàn toàn hủy diệt đi, kinh qua một đoạn thời gian uẩn nhưỡng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Rất nhanh! Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu ngày tượng thần hư ảnh đã bị cắn xé thủng trăm ngàn lỗ rồi, bởi tượng thần hư ảnh bị hao tổn, hai người bọn họ sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, không ngừng có máu tươi từ khóe miệng của bọn họ chảy xuôi mà ra. Một bên khác! Diệp Thần Phong đối mặt nhào hướng mình Từ Lý Vân tượng thần hư ảnh. Hắn còn tại thử thi triển thần đế cảnh thần thông. Nhưng thân thể bên trong một loại bế tắc cảm giác rất mãnh liệt, hắn suy đoán mạnh mẽ hơn tiêu trừ loại này bế tắc cảm giác, hắn mới có thể đem thần thông cho thi triển ra. Từ Lý Vân to lớn đỏ như màu máu tượng thần đang nhanh chóng áp sát Diệp Thần Phong sau đó trên người nó từng cái rậm rạp chằng chịt tiểu hài tử mặt người cũng thoát ly xuống. Này từng cái tiểu hài tử mặt người, bọn hắn không ngừng trương hợp miệng. Có thể nhìn thấy bọn hắn trong miệng hàm răng cực kỳ sắc bén. Như cuồng phong giống như hướng về Diệp Thần Phong gào thét mà tới. Xem ra những tiểu hài tử này mặt người không riêng gì tượng thần hư ảnh khắc tinh, đối người tu luyện cũng có thể tạo thành vết thương chí mạng.
Những này rậm rạp chẳng chịt mặt người, hoàn toàn là đem Diệp Thần Phong quanh thân cho chắn chết rồi, hắn căn bản không có tránh né địa phương, trừ phi là tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Nhưng nếu như hắn xuất hiện khi tiến vào bên trong tiểu thế giới, cái kia Từ Lý Vân cũng sẽ cùng đi đối phó Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Thu Thiên, này sẽ để hai người bọn họ rơi vào trong tuyệt cảnh, cho nên hắn hiện tại tuyệt đối không thể tiến vào bên trong tiểu thế giới. Nhìn xem cũng bị tiểu hài tử người khủng bố mặt nuốt mất Diệp Thần Phong, Từ Lý Vân cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi vừa vặn sức lực đi nơi nào. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành một đống bạch cốt rồi. Không đúng. Hay là ngươi ngay cả bạch cốt cũng sẽ không lưu lại, chết đi cho ta. Một cái chỉ là thần đế cảnh sơ kỳ tu vi người, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Cho ta thỏa thích hưởng thụ này tử vong tươi đẹp. Chương 2631, bốn tượng thần. Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu Thiên nhìn thấy Diệp Thần Phong được từng cái tiểu hài tử mặt người nuốt mất rồi, hai người bọn họ không hẹn mà cùng hô ân công. Từ Lý Vân đạm mạc nói, kế tiếp liền muốn đến phiên hai người các ngươi rồi. Ở trong mắt hắn Diệp Thần Phong hoàn toàn không có còn sống khả năng rồi, hắn ánh mắt lạnh như băng như ngừng lại Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Thu Thiên trên người. La Dễ Dàng Thọ cùng Đồng Thành Chỉ khóe miệng cũng liên tục cười lạnh, bọn hắn phi thường rõ ràng chính mình tượng thần power, lúc này Diệp Thần Phong là chắc chắn phải chết rồi, sẽ không còn có bất kỳ bất ngờ xảy ra. Mà chính lúc này. Không khí chung quanh đột nhiên chấn động lên, này cỗ chấn động đi tới quá đột nhiên, hơn nữa chấn động power phi thường to lớn. Không gian bốn phía nứt ra rồi từng đạo lỗ to lớn, được từng cái tiểu hài tử mặt người nuốt mất Diệp Thần Phong. Tất cả những thứ này động tính toàn bộ là bắt nguồn từ chỗ của hắn, nơi này không gian biến được phi thường không ổn định lên. Một con lớn vô cùng thủ trưởng hư ảnh trong giây lát từ từng cái tiểu hài tử mặt người nội bộ hiện lên. Long thần phiên thiên ấn, đệ tứ ấn diệt thế. Âm ầm, âm ầm, âm ầm. Dường như sấm rền vậy tiếng vang ở trong không khí không ngừng quanh quẩn. Khủng bố uy năng từng cái tiểu hài tử mặt người nội bộ bộc phát ra, to lớn như núi lớn bàn tay màu tím ấn, trực tiếp đem từng cái tiểu hài tử mặt người cho chấn động ra đến. Tại chỉnh chỉ to lớn bàn tay màu tím ấn chu vi trả lượn lờ từng cái thanh sắc cự long. Con này to lớn bàn tay màu tím ấn hướng phía trước mãnh liệt vỗ tới, phảng phất là có hơn 10 đầu thanh sắc cự long tại kéo lấy này cái bàn tay màu tím ấn. Chỉnh cái bàn tay màu tím ấn bên trong ẩn chứa cực hạn uy năng. Vừa vặn tại Diệp Thần Phong được từng cái tiểu hài tử mặt người nuốt mất thời điểm, hắn cực kỳ nhanh chóng thi triển long thần phiên thiên ấn đệ tứ ấn, bây giờ hắn thi triển đệ tứ ấn là so với trước kia thuần thục rồi không ít. Những kia bị chấn động mở tiểu hài tử mặt người. Bọn hắn còn muốn hướng về Diệp Thần Phong xung kích. Nhưng ở to lớn bàn tay màu tím ấn xung kích dưới, này từng cái tiểu hài tử mặt người. Trực tiếp ở trong không khí biến thành hư vô. Nguyên bản vẻ mặt lãnh đạm từ Lý Vân, hắn đang nhìn đến một trưởng này power sau, sắc mặt của hắn cũng biến thành khó coi. Hắn cái kia màu máu đỏ tượng thần hư ảnh thật chặt chắn trước người của hắn, duỗi ra hai cái to lớn cánh tay. Hướng về bàn tay màu tím ấn đập tới. Từ Lý Vân cự đại thần tượng hư ảnh, từ bên trên đột nhiên tản ra mùi máu tanh, một loại dường như quái thú gào thét, từ tượng thần trong cổ họng phát ra. Oanh! Ầm! To lớn bàn tay màu tím ấn cùng từ Lý Vân tượng thần hai cánh tay đụng vào. Này long thần phiên thiên ấn đệ tứ ấn diệt thế, kỳ uy lực tuyệt đối là nhỏ vô cùng nhưng, đem từ Lý Vân tượng thần hai cánh tay cho cắn nát rồi. Cuối cùng trực tiếp đánh vào tượng thần trên thân thể. Từ Lý Vân tượng thần trực tiếp bay ngược ra ngoài, chung quanh vách tường là mức độ lớn sụp đổ, hắn tượng thần được đặt ở sụp đổ nát tan dưới đá. Cùng lúc đó, to lớn bàn tay màu tím ấn cũng tiêu tán, bởi tượng thần bị hao tổn, Từ Lý Vân sắc mặt một mảnh trắng xanh, chỉ cảm thấy yết hầu khẩu ngọt ngọt, phốc. Một tiếng, một ngụm máu lớn từ trong miệng của hắn phun ra tung tóe. La Dễ Dàng Thọ cùng Đồng Thành Chỉ chế trụ trong lòng khiếp sợ. Bọn hắn không lo được đối phó Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu ngày, hai người bọn họ bắt chuyện của mình tượng thần, đến đánh Từ Lý Vân bên cạnh. Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu Thiên lập tức cảm giác bỗng nhẹ đi, thần của bọn hắn như tuy nói bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng còn không đến mức đến tán loạn trình độ. Bọn hắn cũng bắt chuyện của mình tượng thần đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh.
Diệp Thần Phong quần áo trên người có phần tan vỡ, hẳn là vừa vặn được những tiểu hài tử kia mặt người gặm cắn gây nên. Lão tử, ngươi nhưng sơ suất quá. Tiểu tử này trên người có quái lạ, chúng ta nhất định muốn trước đem tiểu tử này bắt lại. La Dễ Dàng Thọ nói ra. Sát theo đó, La Dễ Dàng Thọ cùng Đồng Thành Chỉ cánh tay vung lên, hai người bọn họ tượng thần lập tức chuyển động, đi tới được đặt ở đá vụn dưới đáy Từ Lý Vân tượng thần trước mặt. Từ La Dễ Dàng Thọ cùng Đồng Thành Chỉ tượng thần trong cơ thể, không ngừng xung kích ra từng tầng năng lượng màu đỏ chấn động. Những năng lượng này chấn động nhanh chóng chui vào đá vụn dưới đáy. Rất nhanh, một tiếng, Từ Lý Vân tượng thần từ đá vụn bên trong bò lên, vừa vặn được cắn nát hai cánh tay dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. La Dễ Dàng Thọ cùng Đồng Thành Chỉ tượng thần lại có thể cho Từ Lý Vân tượng thần khôi phục thương thế. Ba người bọn hắn công pháp tu luyện quả nhiên có gì đó quái lạ. La Dễ Dàng Thọ, Đồng Thành Chỉ cùng Từ Lý Vân tượng thần đứng thẳng lại với nhau. Từ Lý Vân Chỉ hoãn thở ra một hơi sau, thần sắc của hắn khôi phục không ít, trong lòng hắn hận không thể đem Diệp Thần Phong cho lột da chóc thịt. La Dễ Dàng Thọ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, nói tiểu tử. Chiến lực của ngươi không phải chuyện nhỏ, nhưng ngươi chỉ là thần đế cảnh sơ kỳ tu vi. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể vùng vẫy dẫy chết mà thôi, bên cạnh ngươi hai tên gia hỏa. Bọn hắn tượng thần nhưng không giúp đỡ được gì rồi. Đồng Thành Chỉ nói, đừng cùng bọn họ nhiều lời, chúng ta đã lãng phí không ít thời gian rồi. Đồng Thành Chỉ cánh tay vung lên, hắn tượng thần hướng về Diệp Thần Phong bọn hắn đánh tới. La Dễ Dàng Thọ cùng Từ Lý Vân cũng lập tức lắc tay cánh tay, bọn hắn hai vị thần như cũng cùng một chỗ xung kích tới. Ba vị thần giống trên người tản ra khủng bố uy năng, như cùng là tới từ địa ngục ác ma bình thường, dù sao ba người bọn hắn tượng thần thực tại không cách nào cùng thần liên hệ. Ba vị thần như hình thành tam giác xu thế đem Diệp Thần Phong, Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu Thiên bao vây ở trong đó. Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu ngày tượng thần chỉ là kéo dài hơi tàn gặp, cơ hồ là không phát huy ra cái gì sức chiến đấu đến rồi. Diệp Thần Phong một mực vẫn không mở miệng. Đó là bởi vì hắn đang trùng kích trong thân thể cái loại này tác cảm giác, hắn liều mạng đang trùng kích. Hắn chỉ cảm thấy trong gân mạch bốn cái linh khí dòng sông từng trận đâm nhói, trong mi tâm bốn mảnh thức hải cũng bốc lên không ngớt. Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu Thiên trong tròng mắt vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Mà Diệp Thần Phong chợt nở nụ cười. Trong thân thể hắn chỉ cảm thấy có một loại rộng rãi sáng sủa khuếch tán, sát theo đó, mi tâm của hắn không ngừng lấp lánh. Từ bên trong thân thể của hắn bạo phát ra bốn cỗ bất đồng thần hồn chi lực. Oanh, 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 oanh. Một tôn to lớn màu trắng tượng thần. Một tôn to lớn màu đen tượng thần. Một tôn to lớn màu vàng tượng thần. Còn có một tôn to lớn màu xanh tượng thần, đột nhiên ở trong không khí hình thành. Trước đó, hắn thi triển thần thông chả chỉ có thể hình thành ba loại tượng thần, bây giờ rõ ràng xuất hiện thứ tư tôn thần như... Chẳng lẽ là bởi vì tu luyện Vĩnh Hằng Bảo Điển hình thành sao? Khẳng định là như vậy rồi. Chẳng trách trước đó chậm chạp không cách nào sử dụng tới thần thông, nguyên nhân quả nhiên là hắn tu luyện loại thứ tư công pháp nguyên nhân. Bốn tôn vô cùng uy nghiêm tượng thần tụ lại tại Diệp Thần Phong bốn phía, mỗi một tôn tượng thần đều như cùng là không thể mạo phạm thần đề. Tại Diệp Thần Phong chính diện, La Dễ Dàng Thọ tượng thần cái thứ nhất tấn công tới. Ngón tay của hắn hướng về La Dễ Dàng Thọ tượng thần vi vi một điểm. Thuộc về hắn bốn tôn thần như lập tức chuyển động. Chương 2632, Vẫn Lạc Chi Địa. Màu trắng, màu đen, màu vàng cùng màu xanh bốn tôn thần như đem La Dễ Dàng Thọ huyết hồng sắc tượng thần cho xúm lại. Màu trắng tượng thần kéo lại đỏ như màu máu tượng thần cánh tay trái. Màu đen tượng thần kéo lại đỏ như màu máu tượng thần cánh tay phải. Màu vàng tượng thần kéo lại đỏ như màu máu tượng thần chỉnh cái đầu. Màu xanh tượng thần kéo lại đỏ như màu máu tượng thần hai cái chân. Ầm, 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 thanh âm không ngừng vang lên. Chỉ thấy đỏ như màu máu tượng thần cánh tay, bắp đùi cùng đầu trực tiếp được kéo kéo xuống. Tại Diệp Thần Phong bốn tôn thần tượng vây công dưới, La Dễ Dàng Thọ huyết hồng sắc tượng thần căn bản không có năng lực chống cự. Cuối cùng. La Dễ Dàng Thọ huyết hồng sắc tượng thần trực tiếp ở trong không khí tán loạn rồi, căn bản không có khôi phục lại khả năng. Tại tượng thần tán loạn sau đó La Dễ Dàng Thọ trong miệng liên tục từng ngụm phun ra tiên huyết.
Tượng thần bị hủy, chuyện này ý nghĩa là hắn tại trên con đường tu luyện đem cũng lại dừng lại không tiến thêm, hắn trong con ngươi tràn đầy vô tận hận ý cùng vẻ kinh hãi. Diệp Thần Phong chỉ là khu khu thần đế cảnh sơ kỳ tu vi người, hắn không những thi triển ra thần đế cảnh hậu kỳ thần thông, lại vẫn một lần triệu hoán ra bốn tôn thần như. Hắn tại bước vào thần đế cảnh thời điểm, dĩ nhiên tạo thành bốn tôn thần như. Tại Diệp Thần Phong cho gọi ra bốn tôn thần tượng thời điểm. Đồng Thành chỉ cùng từ Lý Vân tượng thần theo thứ tự là từ hai bên trái phải bọc đánh, bọn hắn lập tức để cho mình tượng thần dừng lại, trong lòng bọn họ tràn đầy vô cùng vô tận khiếp sợ, bọn hắn căn bản không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy được. Tại đêm la dễ dàng thọ tượng thần phá hủy sau đó Diệp Thần Phong bốn tôn thần như về tới chung quanh hắn, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu Thiên, hai người bọn họ là kinh ngạc không ngậm miệng được rồi, bọn hắn liếc nhìn chính mình tàn phá tượng thần, biết mình tượng thần là không giúp được gì. Thế là, hai người bọn họ đem chính mình tượng thần thu hồi bên trong thân thể, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt mang theo một loại cung kính. Chính như bọn hắn trước đó vừa vặn biết được Diệp Thần Phong là chí tôn luyện khí sư thời điểm như thế, hắn khi đó cảm thấy càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Thần Phong rồi. Phảng phất Diệp Thần Phong trên người tràn ngập vô số thần bí. Bây giờ bọn họ là càng ngày càng khẳng định cái ý nghĩ này, Diệp Thần Phong trên người liền là nắm giữ vô cùng vô tận bí mật. Thần đế cảnh sơ kỳ có thể thi triển thần thông sẽ không đi nói hắn. Chỗ chết người nhất chính là Diệp Thần Phong dĩ nhiên một lần triệu hoán ra bốn tôn thần như. Chuyện này quả thật là kiểu như châu bò phá thiên. Phải biết tượng thần có cùng người tu luyện không sai biệt lắm sức chiến đấu, thậm chí tượng thần sức chiến đấu chả vượt qua người tu luyện. Diệp Thần Phong này bốn tôn thần như không phải là chỉ có hư bề ngoài, mỗi một tôn tượng thần đều là thuần chánh tượng thần, nói cách khác mỗi một tôn tượng thần sức chiến đấu tựu ngang ngửa ở một cái Diệp Thần Phong sức chiến đấu, thậm chí còn vượt qua Diệp Thần Phong rồi. Liên tục thổ huyết la dễ dàng thọ. Hắn tại ngừng lại không ngừng hiện ra đi lên tiên huyết sau đó ánh mắt của hắn hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hắn rõ ràng lần này chỉ sợ là đá vào tấm sắt rồi. Hắn lửa giận trong lòng sắp tạc nòng, người có thể ẩn nấp đủ sâu, có thể triệu hoán bốn loại bất đồng tượng thần, chẳng lẽ nói người tu luyện bốn loại công pháp? Hơn nữa người tu luyện là bốn loại vô thượng công pháp. La dễ dàng thọ ánh mắt híp lại, nếu như Diệp Thần Phong tu luyện chỉ là phổ thông công pháp. Như vậy cho dù tạo thành bốn loại tượng thần, hắn một tôn tượng thần cũng sẽ không bị thua triệt để như vậy. Căn cứ Diệp Thần Phong tượng thần cường độ, cùng với Diệp Thần Phong tự thân sức chiến đấu, tuyệt đối là tu luyện vượt bậc công pháp. Đồng Thành Trì nói, lần này chúng ta chịu rồi, nói đi, người muốn cái gì? Diệp Thần Phong cười nói, ta muốn các ngươi chết. Trong khi nói chuyện, Diệp Thần Phong ngón tay hướng về Đồng Thành Trì đám người một điểm. Bốn tôn thần như lần thứ hai tấn mãnh triển khai công kích. Hắn đối Đồng Thành Trì đám người vô cùng phản cảm, giống loại người này mặt thú tâm xúc. Sinh, tuyệt đối là chết không hết tội. Thấy Diệp Thần Phong không chút nào để lối thoát, Đồng Thành Trì sắc mặt của bọn họ càng phát khó coi, Từ Lý Vân quát lên, tiểu tử, người đây là ép người quá đáng. Từ Lý Vân bọn hắn cũng chỉ có thể trước mặt mà lên. Diệp Thần Phong. Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu Thiên tự nhiên cũng sẽ không thấy, bọn hắn cũng cùng một chỗ triển khai công kích. Diệp Thần Phong bốn tôn vô cùng cường đại tượng thần, rất nhanh sẽ đem Đồng Thành Trì cùng Từ Lý Vân tượng thần cũng hủy diệt. Bị thương Đồng Thành Trì, Từ Lý Vân cùng La dễ dàng thọ căn bản sẽ không là Diệp Thần Phong đối thủ của bọn họ rồi, lại tăng thêm Diệp Thần Phong bọn hắn còn có bốn tôn thần như trợ trận. Đối xử La dễ dàng thọ đám người. Diệp Thần Phong bọn hắn căn bản không dùng tới hạ thủ lưu tình, trực tiếp đem La dễ dàng thọ đám người đan điền cùng gân mạch phế ngay lập tức, sau đó lại phong bế trên người bọn hắn huyệt vị. Diệp Thần Phong cũng không làm được để cho bọn họ cứ thế mà chết đi. Hắn còn muốn từ bọn hắn trong miệng biết được chỗ kia hỗn độn thời đại di tích. Diệp Thần Phong đối La dễ dàng thọ bọn hắn thi triển siêu hồn chi thuật, rất nhanh. Liền từ ba người bọn hắn trong đầu đã được biết đến muốn biết sự tình. Thừa nhận lấy siêu hồn chi thuật sau, La dễ dàng thọ ba người trở nên càng thêm thoi thóp rồi. Diệp Thần Phong đối với Thẩm Tu Thiên, nói, này ba cái lão già giao cho ngươi xử lý. Thẩm Tu Thiên đối này ba cái lão đầu là hận thấu xương rồi,
hắn không chút lưu tình đem ba người bọn hắn đầu lần lượt giẫm. Bạo, lấy phương thức này đến phóng thích trong lòng đọng lại lửa giận. Là dễ dàng thọ ba người sau khi chết. Diệp Thần Phong mở miệng nói, bọn hắn phát hiện di tích phải gọi làm vẫn lạc chi địa, đây cũng không phải là một chỗ tốt. Trong đầu như có điều suy nghĩ, Diệp Thần Phong đã từ La dễ dàng thọ ba người trong đầu, đại khái hiểu được vẫn lạc đất. Nam Sơn lão yêu cùng Thẩm Tu Thiên Thính đến vẫn lạc chi địa bốn chữ này sau, hai người bọn họ sắc mặt cũng hơi đổi. Vẫn lạc chi địa đích thật là hỗn độn thời đại một chỗ di tích. Căn cứ một ít cổ tịch thượng ghi chép, trong truyền thuyết vẫn lạc chi địa tại hỗn độn thời đại chính là một chỗ chiến trường. Có người nói tại hỗn độn thời đại một cái nào đó thời kỳ, có ngày ngoại ma vật xâm lấn, lúc đó hỗn độn thời đại cường giả toàn bộ dồn dập liên thủ đối kháng thiên ngoại ma vật. Những ngày qua ngoại ma vật thực lực cực kỳ cường hãn, cùng hỗn độn thời đại cường giả không kém cạnh. Hỗn độn thời đại cường giả tìm ra thiên ngoại ma vật xâm lấn cửa vào, bọn hắn cùng đi đã đến cửa vào. Sau đó có nhóm lớn thiên ngoại ma vật xâm lấn, những cường giả kia căn bản không chặn nổi cửa vào. Mà vào miệng, lối vào chung quanh vùng thế giới kia, ở đằng kia một đoạn thời kỳ đã trở thành máu tanh vô cùng chiến trường. Sau đó, lấy hỗn độn thời đại cường giả thắng lợi hạ màn, sau hỗn độn thời đại cường giả tìm ra niêm phong lại cửa vào phương pháp xử lý, đem cửa vào cho hoàn toàn phong bế ở. Từ đó về sau. Hầu như không có ai sẽ đi hướng về vẫn lạc chi địa, ở nơi đó chết rồi quá nhiều hỗn độn thời đại cường giả cùng với thiên ngoại ma vật rồi. Lâu dần, mọi người đều thanh nơi đó gọi là vẫn lạc đất. Sau đó, vẫn lạc chi địa có thể là được cường giả phong ấn, biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Là dễ dàng thọ bọn hắn phát hiện dĩ nhiên là vẫn lạc chi địa. Còn có Diệp Thần Phong từ bọn hắn trong đầu biết được. Là dễ dàng thọ bọn hắn bây giờ công pháp tu luyện, đồng dạng là tại vẫn lạc chi địa bên trong lấy được. Chương 2633, tâm ma sinh sôi. Là dễ dàng thọ các loại ba vị thiên vũ tông lão tổ chết rồi. Diệp Thần Phong cũng biết thiên vũ tông phát hiện chỗ kia hỗn độn thời đại di tích rồi. Bốn tôn lớn vô cùng tượng thần thu hồi trong cơ thể hắn, hắn từ là dễ dàng thọ các loại trên thân ba người tìm ra ba tấm lệnh bài. Muốn thuận lợi đến vẫn lạc chi địa, phải dùng đến này ba tấm lệnh bài. Vẫn lạc chi địa có thể nói là một cái cực kỳ không rõ địa phương, nhưng Diệp Thần Phong chả là muốn đi nơi đó tìm tòi hư thực, là dễ dàng thọ bọn hắn cũng đích thật là ở nơi đó đã lấy được chỗ tốt. Nam Sơn lão yêu cùng Thẩm Tu Thiên Đô là nghe nói qua vẫn lạc chi địa. Ân công, không nghĩ tới Thiên Vũ Tông phát hiện dĩ nhiên là vẫn lạc chi địa, có một ít thiên môn bản chép tay thượng ghi chép. Nơi đó nhưng rất tà môn. Nam Sơn lão yêu vẻ mặt nghiêm túc nói. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Thiên Vũ Tông phát hiện vẫn lạc chi địa có nhiều ngày rồi, căn cứ ta từ nơi này ba cái lão già trong đầu biết được ký ức, bọn hắn hiện nay chỉ thăm dò một phần trong đó địa phương, chả có rất nhiều nơi lúc không có bị thăm dò. Nếu vẫn lạc chi địa là năm đó hỗn độn thời đại chiến trường, như vậy chỉ sợ sẽ có không ít thứ tốt để lại. Thẩm Tu Thiên đồng ý nói, đúng vậy. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Ta cho rằng ân công nói không sai, chúng ta nếu biết vẫn lạc chi địa vị trí, nếu như không đi một chuyến lời nói, đó thật là đáng tiếc. Đối với Diệp Thần Phong quyết định, Nam Sơn lão yêu tự nhiên cũng là phối hợp, bọn hắn một nhóm ba người rời khỏi nơi này. Vẫn lạc chi địa ngoại trừ ba vị lão tổ biết bên ngoài, chỉ có tông chủ và nội môn trưởng lão biết. Quan trọng nhất là Thiên Vũ Tông cái này tông môn đã biến vị rồi, những kia đồng nam cùng đồng nữ toàn bộ là Thiên Vũ Tông đệ tử nội môn bí mật thu thập tới. Ngoại môn trưởng lão cùng đệ tử ngoại môn cũng không phải quá chi tình, cho nên, Diệp Thần Phong bọn hắn rời đi Thiên Vũ Tông trước đó, bọn hắn trực tiếp đem toàn bộ nội môn huyết tẩy rồi một lần. Bởi nội môn cùng ngoại môn trong lúc đó có một khoảng cách, đệ tử ngoại môn cùng trưởng lão cũng không thể tùy ý tiến nhập nội môn. Cho nên Diệp Thần Phong hành vi của bọn họ không có ảnh hưởng ra ngoài môn, lấy bọn hắn sức chiến đấu, bọn hắn vừa ra tay hầu như chính là nháy mắt giết rồi. Dù sao Thiên Vũ Tông tam vị lão tổ đã bị chết, những người còn lại căn bản là không đáng sợ được rồi. Tại đem Thiên Vũ Tông nội môn biến mất không một tiếng động xử lý sau. Diệp Thần Phong bọn hắn phỏng theo như vô sự rời đi Thiên Vũ Tông. Thiên ưng đầu lâu tạm thời được Diệp Thần Phong phong vững chắc sau đó đặt ở hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới.
Căn cứ từ La Dễ Dàng Thọ bọn hắn trong đầu lấy được tin tức, Diệp Thần Phong đám người hướng về Vẫn Lạc Chi địa phương vị đạp không mà đi. Tại đạp không mà được rồi sau một tiếng, Diệp Thần Phong bọn hắn đứng tại một chỗ sơn cốc trước, tại bên trong sơn cốc này chính là Vẫn Lạc Chi địa lối vào rồi. Lúc trước La Dễ Dàng Thọ bọn họ là trong lúc vô tình tiến vào chỗ này sơn cốc sau, bọn hắn mới phát hiện Vẫn Lạc Chi địa. Sau đó, bọn hắn đem chỗ này sơn cốc đổi xây xong một mảnh nghĩa địa, phàm là thiên vũ trong tông có trưởng lão cùng đệ tử tử vong, toàn bộ sẽ bị mai táng tới nơi này. Như vậy La Dễ Dàng Thọ bọn hắn thuận lý thành trương thanh nơi này hóa vì bọn họ thiên vũ tông địa bàn, cũng không có vẻ như vậy để người chú ý. Tại cửa sơn cốc chỉ có bốn tên thần tôn cảnh sơ kỳ thiên vũ tông nhân canh chừng. Bốn người này có thể đến trông coi nơi này, tuyệt đối là La Dễ Dàng Thọ bọn hắn người tin cẩn, Diệp Thần Phong đám người không có đối với thủ hạ bọn hắn lưu tình, trực tiếp động thủ đem bọn hắn giải quyết. Đi vào sơn cốc sau. Chỗ này sơn cốc diện tích phi thường to lớn, khắp nơi có thể thấy được thụ lập từng khối chỉnh tề mộ bia, nơi này cũng thật sự như là một mảnh to lớn nghĩa địa. Nhìn quét chu vi căn bản không có bất kỳ chỗ đặc thù, cũng may, Diệp Thần Phong đã từ La Dễ Dàng Thọ bọn hắn trong đầu biết được hết thảy. Hắn đi tới bên phải một chỗ vách núi trước đó tại trên vách núi có ba cái không quá làm người khác chú ý rãnh. Đem ba khối lấy được lệnh bài ấn vào rãnh bên trong. Từ trên vách núi nhất thời mở ra một lỗ hổng, Diệp Thần Phong, Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu Thiên trực tiếp tiến vào lỗ hổng bên trong. Khi tiến vào lỗ hổng sau đó bên trong là một chỗ rộng rãi sơn động. Đi tới sơn động nơi sâu xa nhất, chỉ thấy có một cái cổ quái hình vuông cái ao. Bên trong còn có một loại màu xanh da trời dịch, thể. Cái này cái ao khi sơ La Dễ Dàng Thọ bọn hắn phát hiện nơi này thời điểm liền có. Cái này cái ao chính là tiến vào Vẫn Lạc Chi địa lối vào rồi. Diệp Thần Phong đối với Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn Lão Yêu, nói ra, chúng ta đồng thời tiến vào bên trong sau đó đồng thời vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông. Ba người khi tiến vào trong hồ sau, không nói lời gì đã vận hành lên trong gân mạch linh khí dòng sông. Trong hồ màu xanh lam dịch, thể nhanh chóng xoay tròn, hơn nữa tốc độ xoay tròn là càng lúc càng nhanh, những này màu xanh lam dịch. Thể bắt đầu điên cuồng quấn chặt lấy bọn hắn, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, bọn hắn lập tức biến mất ở trong hồ. Diệp Thần Phong bọn hắn chỉ là cảm giác thân thể lay động một cái, đợi được bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Bọn hắn đã đi tới một thế giới khác bên trong. Phóng tầm mắt nhìn nơi này vô cùng rộng lớn. Chỉ bất quá đại địa màu sắc là màu máu đỏ, bầu trời cũng tràn đầy tối tăm. Từng tòa cao sơn là hiện ra màu đen. Nơi này phải là Vẫn Lạc đất. Truyền thuyết là năm đó chém giết, vô số tiên huyết mới đưa vùng đất này cho nhuộm thành màu máu đỏ. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, bao nhiêu năm tháng đi qua, nơi này mùi máu tanh vẫn không có triệt để tản đi. Diệp Thần Phong bọn hắn từng bước một đi lại lên. Nhưng Diệp Thần Phong lông mày lại càng nhăn càng chặt rồi, hắn phát hiện có chút không đúng lắm, bên trong thân thể của hắn lại đang sinh sôi vô cùng sát ý vô tận. Hơn nữa hắn sắp không khống chế được loại này sát ý rồi. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Thu Thiên, hai người bọn họ đồng dạng là con ngươi huyết hồng, đắm chìm tại trong sát ý rồi. Không khí nơi này không đúng. Diệp Thần Phong mãnh liệt ý thức được điểm này. Có thể là ở nơi này chết rồi quá nhiều cường giả, không khí nơi này bên trong một mực ẩn chứa vô số oán niệm cùng hung khí. Bởi vì trải qua năm tháng tẩy lễ, những oán niệm này cùng hung khí toàn bộ ẩn tàng tại trong không khí, thậm chí là cùng không khí hòa làm một thể rồi. Trong tình huống bình thường căn bản vô pháp phát hiện, cho tới Diệp Thần Phong cũng trúng chiêu. Nếu như một mực tiếp tục như thế lời nói, như vậy thân thể bọn họ bên trong tuyệt đối sẽ sản sinh tâm ma, một khi tâm ma sản sinh, như vậy chỉnh cái tính cách của người hội hoàn toàn thay đổi. La Dễ Dàng Thọ ba người bọn hắn lão đầu, vốn là được gọi là hiệp nghĩa tam lão. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Thần Phong cảm thấy bọn hắn cái tên này khả năng cũng không phải làm bộ, chỉ là tại tiến vào nơi này sau, bọn hắn bất chi bất giác nảy sanh tâm ma, liền chính bọn hắn cũng không có cảm giác đến, cho nên Diệp Thần Phong mới vừa rồi không có từ trong đầu của bọn họ biết được nơi này không khí có gì đó quái lạ. Hiện tại nhất định muốn mau chóng từ trạng thái như thế này bên trong đi ra ngoài. Diệp Thần Phong tâm tính cực kỳ kiên định.
hắn mới phát hiện nơi này không đúng, mà Nam Sơn lão yêu cùng Thẩm Tu Thiên cho tới bây giờ cũng không có phát hiện chỗ không đúng, bọn hắn chỉ là không ngừng đắm chìm tại trong sát ý, tâm tính của bọn họ đang phát sinh cực kỳ thay đổi to lớn rồi. Chương 2634, phong phú khoáng sản. Lập tức nín thở. Diệp Thần Phong không lại hô hấp không khí nơi này rồi, đối với hắn bực này thần đế cảnh tu vi cường giả, cho dù mấy ngày mấy đêm không hô hấp, đồng dạng là không sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Tại nín thở sau đó trong thân thể sát ý bỗng nhiên đình chỉ dâng lên xu thế. Nhưng trước đó lưu lại sát ý, còn tại trong thân thể của hắn không ngừng tứ ngược, trong con ngươi của hắn thỉnh thoảng hội bốc lên làm người ta sợ hãi huyết hồng sắc. Lập tức đem đầu lưỡi cho cắn phá, để cho mình trở nên tỉnh táo thêm một chút, bên trong thân thể linh khí dòng sông tấn mãnh vận chuyển. Hắn tu luyện 4 môn công pháp, mỗi một môn đều là vô thượng công pháp, đối với chống cự tâm ma có rõ rệt hiệu quả. Quan trọng nhất là, Diệp Thần Phong trong thân thể vẫn không có hình thành chân chính tâm ma, hắn chỉ cần đem tiến vào trong người oán niệm cùng hung khí bước ra đi. Từ từ, từ từ. Có một loại mắt trần có thể thấy màu đen khí thể, từ Diệp Thần Phong toàn thân lỗ chân lông bên trong tại xuất hiện. Những kia ẩn giấu ở trong không khí oán niệm cùng hung khí, khi tiến vào Diệp Thần Phong trong thân thể sau, hoàn toàn khôi phục nguyên bản diện mạo. Theo oán niệm cùng hung khí được bước đi ra, Diệp Thần Phong bên trong thân thể sát khí tại đột nhiên cự giảm, trong đầu hắn trở nên càng ngày càng thanh tịnh. Chỉ chốc lát sau, trong cơ thể hắn oán niệm cùng hung khí rốt cuộc toàn bộ bước đi ra rồi, ánh mắt của hắn lập tức nhìn hướng Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu. Những này ẩn giấu ở trong không khí oán niệm cùng hung khí, hắn kinh khủng nhất địa phương chính là có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào người tu luyện trong cơ thể, đang tu luyện người không có phát hiện dưới tình huống, để cho sản sinh tâm ma. Rất rõ ràng. Cho tới bây giờ Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu còn chưa phát hiện không đúng, tình huống của hai người bọn họ vô cùng không ổn. Này vẫn lạc chi địa quả nhiên không phải theo liền có thể tiến vào, trống trơn là không khí nơi này liền như thế hung hiểm. Diệp Thần Phong muốn niêm phong lại Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu huyệt vị, nhưng Nam Sơn lão yêu có vẻ như cảm giác được, hắn tốc độ di động lập tức tăng nhanh, sau đó xoay người mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, tâm ma đã là tại trong thân thể của hắn nảy sinh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chiếm cứ ý thức của hắn. Diệp Thần Phong chỉ phong bế Thẩm Tu ngày huyệt vị, bây giờ nhìn lại chỉ có thể trước giúp Thẩm Tu Thiên khôi phục. Trong thân thể tâm ma tại sinh sôi Nam Sơn lão yêu, hắn chỉ là đứng tại chỗ hung ác chừng lên Diệp Thần Phong. Tạm thời vẫn không có bước kế tiếp động tác. Diệp Thần Phong phong bế Thẩm Tu ngày hô hấp. Một bàn tay đặt tại Thẩm Tu ngày sau lưng, trong cơ thể hắn linh khí cuồn cuộn không đoạn rót vào đã đến Thẩm Tu ngày trong thân thể, nỗ lực muốn đem Thẩm Tu Thiên bên trong thân thể oán niệm cùng hung khí bước đi ra. Bị phong bế huyệt vị Thẩm Tu Thiên, hắn khuôn mặt lộ ra thần sắc thống khổ, không ngừng muốn thôi thúc trong gân mạch linh khí dòng sông, điên cuồng muốn giải khai bị phong bế huyệt vị. Thẩm Tu Thiên thể bên trong xâm nhập oán niệm cùng hung khí so sánh nồng nặc, mắt thấy Thẩm Tu Thiên muốn giải khai huyệt vị rồi, Diệp Thần Phong một cái tay khác trưởng cũng đặt tại phía sau lưng của hắn thượng. Linh khí hung mãnh xông vào Thẩm Tu Thiên thể bên trong. Diệp Thần Phong hiện tại không lo được sẽ bị thương đến Thẩm Tu ngày, hắn còn muốn giúp Nam Sơn lão yêu loại bỏ bên trong thân thể oán niệm cùng hung khí, hắn không có quá nhiều thời gian làm trễ nãi. Tại Diệp Thần Phong linh khí mãnh liệt mà trùng kích vào, cuối cùng từ Thẩm Tu Thiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới lỗ chân lông bên trong, cũng có màu đen khí thể đang bốc lên đến. Phốc, một tiếng. Có thể là linh khí nhảy vào quá mạnh, Thẩm Tu Thiên trong miệng không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi, chỉ là trong cơ thể bị một chút nội thương, đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng quá lớn. Thẩm Tu Thiên từ từ khôi phục tỉnh táo. Diệp Thần Phong đối với hắn giải thích một lần nơi này trong không khí vấn đề, đợi đến hắn hoàn toàn tỉnh táo sau đó Diệp Thần Phong giúp hắn mở ra trên người niêm phong lại huyệt vị. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhất định muốn giúp Nam Sơn lão yêu loại bỏ trong cơ thể oán niệm cùng hung khí. Diệp Thần Phong lập tức hướng về Nam Sơn lão yêu lao đi rồi. Thẩm Tu ngày thương thế cũng không lo ngại, hắn gật gật đầu sau đó lập tức đi theo Diệp Thần Phong. Đứng tại chỗ Nam Sơn lão yêu, hắn thấy Diệp Thần Phong cùng Thẩm Tu Thiên hướng mình tấn công tới, trên mặt hắn sát khí là càng ngày càng nồng đậm,
Không đợi Diệp Thần Phong cùng Thẩm Tu Thiên tới gần, Nam Sơn lão yêu bên trong thân thể thần đế cảnh hậu kỳ thật khí thế bạo phát mà lên. Xem ra Nam Sơn lão yêu bên trong thân thể sinh sôi tâm ma là càng ngày càng nghiêm trọng, hắn bàn tay gầy guộc tụ lại thành nắm đấm. Một quyền vung ra. Oanh! Không gian chung quanh mãnh liệt bắt đầu run rẩy, từ quả đấm của hắn bên trong bạo phát ra nhất cổ cực điểm uy năng đến. Phá diệt thiên quyền. Một con lớn vô cùng quả đấm hư ảnh, ở trong không khí hình thành đồng thời, hướng về Diệp Thần Phong cùng Thẩm Tu Thiên gào thét mà tới. Thẩm Tu Thiên hùng hùng hổ hổ, nói, Nam Sơn lão đầu này là đang đùa thật. Một quyền này Nam Sơn lão yêu không chút nào hạ thủ lưu tình. Hoàn toàn là muốn đem Diệp Thần Phong cùng Thẩm Tu Thiên cho đẩy vào chỗ chết. Diệp Thần Phong cau mày nói, tâm ma đã trải qua sơ bộ tại bên trong thân thể của hắn mọc rễ rồi, chúng ta nhất định muốn tăng nhanh tốc độ. Bằng không tâm tính của hắn hội hoàn toàn thay đổi, đến lúc đó chỉ sợ ta cũng không thể ra sức. Trong khi nói chuyện, Diệp Thần Phong hướng về bên phải né tránh mà đi, Nam Sơn lão yêu nhưng là hướng về bên trái né tránh mà đi. Lớn vô cùng quả đấm hư ảnh đánh vào trên một ngọn núi cao, cái kia tòa núi cao tại thừa nhận lấy một quyền này sau đó dĩ nhiên không có đổi thành phế tích, chỉ là bị oanh nát tan xuống không ít đá vụn. Tại đá vụn rơi xuống sau, chỉ thấy cao trong ngọn núi hiện ra một chủng loại tựa kim loại khoáng vật. Diệp Thần Phong tầm mắt nhất thời được này chủng loại tựa kim loại khoáng vật hấp dẫn, hắn trong con ngươi vẻ mặt biến đến mức dị thường chấn phấn, nếu như hắn không có nhìn lầm. Như vậy đây là một loại phi thường hiếm thấy thiên tài địa bảo, tuyệt đối là có thể dùng để luyện khí. Tại Diệp Thần Phong hơi chút ngây người thời khắc. Nam Sơn lão yêu công kích lần thứ hai tới gần, Diệp Thần Phong thân thể hướng về cao sơn tránh né mà đi, bàn tay đặt tại này loại mỏ kim loại vật bên trên, tinh tế cảm ứng một phen sau đó hắn trong con ngươi vẻ mặt càng ngày càng chớp động. Này chính là trong truyền thuyết hỗn độn chi thiết. Đã từng lão Hắc Giang Vận Thiên truyền thụ cho hắn phương pháp luyện khí thời điểm, nhắc qua một lần. Hỗn độn chi thiết đã sớm tại bây giờ giảm âm thanh diệt tích, loại này hỗn độn chi thiết là có thể chế tạo đỉnh cấp tiên khí. Niên đại càng lâu hỗn độn chi thiết, hắn tác dụng cũng càng lớn, mà căn cứ Diệp Thần Phong bước đầu cảm ứng, nơi này hỗn độn chi thiết có tới 150.000 năm rồi. Ở tòa này cao sơn bên trong thậm chí có hỗn độn chi thiết loại này khoáng sản. Như vậy ở nơi này còn lại từng tòa cao sơn đây. Ở trong đó còn có thể hay không có cái khác hiếm thấy khoáng vật tồn tại. Nếu như còn lại cao sơn bên trong cũng có như thế hiếm thấy khoáng vật, như vậy nơi này đúng là khoáng sản phong phú, trống trơn là một loại hỗn độn chi thiết, liền không uổng phí Diệp Thần Phong đi vào một chuyến đến. Ngắn ngủi vài giây suy tư sau đó Diệp Thần Phong lần thứ hai đưa mắt như ngừng lại Nam Sơn lão yêu trên người. Hiện tại quan trọng nhất là đem Nam Sơn lão yêu khôi phục bình thường, về phần khoáng sản sự tình, các loại Nam Sơn lão yêu khôi phục lại cẩn thận tra xét một phen. Chương 2635, lần theo, Thiên Linh Chim. Nam Sơn lão yêu hoàn toàn là lâm vào trong sát ý, hắn mỗi một chiêu đều toàn lực đánh ra. Mà Diệp Thần Phong cùng Thẩm Tu Thiên ngược lại là có chỗ cố kỵ, bọn hắn mỗi một chiêu đều là thu lại sức mạnh, bằng không hai người bọn họ liên thủ. Nếu như liều lĩnh công kích, như vậy Nam Sơn lão yêu đã sớm bị thương nặng ngã xuống đất rồi. Diệp Thần Phong lập tức cho Thẩm Tu Thiên truyền âm, nhất định muốn nắm chặt thời gian rồi, Nam Sơn lão yêu trong cơ thể tâm ma tại tùy ý phát sinh rồi. Nhận được Diệp Thần Phong truyền âm Thẩm Tu Thiên, hắn lập tức gật gật đầu ra hiệu biết rồi. Hắn bắt đầu từ chính diện chủ động công kích Nam Sơn lão yêu rồi, lúc này trong gân mạch linh khí dòng sông là lao nhanh tới cực điểm. Đối mặt Thẩm Tu ngày thế tới hung hăng, Nam Sơn lão yêu lực chú ý được hấp dẫn, hắn vội vàng muốn ứng phó Thẩm Tu ngày công kích. Thừa cơ hội này, Diệp Thần Phong biến mất không một tiếng động đi tới Nam Sơn lão yêu sau lưng, bởi bên trong thân thể tràn đầy oán niệm cùng hung khí, Nam Sơn lão yêu năng lực suy tính hạ thấp, nằm ở một loại cực hạn cuồng bạo bên trong. Thẩm Tu Thiên không phải Nam Sơn lão yêu đối thủ. Tại Nam Sơn lão yêu bén nhọn đánh trả dưới. Thẩm Tu ngày thân thể cấp tốc bay ngược ra ngoài. Mà lúc này, Diệp Thần Phong đã từ phía sau áp sát Nam Sơn lão yêu rồi. Đang nhanh chóng rơi vào tâm ma bên trong Nam Sơn lão yêu, hắn lúc này mới nghĩ tới còn có một người, cảm thấy sau lưng áp sát thật khí thế, hắn muốn phải nhanh chóng tránh né,
đáng tiếc Diệp Thần Phong thi triển cực quang bộ pháp, Nam Sơn lão yêu tại phương diện tốc độ nhất thời nhược một chút. Từ phía sau lưng công kích Diệp Thần Phong, hắn rốt cục thuận lợi phong bế Nam Sơn lão yêu trên người huyệt vị. Được đánh bay ra ngoài Thẩm Tu Thiên, hắn lập tức về tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Diệp Thần Phong nói ra, người bất cứ lúc nào hướng về huyệt vị của hắn bên trong rót vào linh khí, bằng không hướng Nam núi lão yêu tu vi, tại trạng thái như thế này dưới, hắn rất có thể lập tức hội phá tan niêm phong lại huyệt vị. Thẩm Tu Thiên lập tức gật đầu, ân công, ngài yên tâm đi. Tất cả giao cho ta. Nhìn xem sắc mặt dữ tợn vô cùng Nam Sơn lão yêu, Thẩm Tu Thiên không ngừng hướng về huyệt vị của hắn bên trong bổ sung linh khí. Nam Sơn lão yêu liều mạng khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông, trên cánh tay của hắn bạo khởi từng cái tráng kiện gân xanh. Chỉnh cái thân thể của con người vi vi bắt đầu run rẩy. Thẩm Tu Thiên thấy thế, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Lập tức gia tăng đi về phía Nam núi lão yêu huyệt vị bên trong rót vào linh khí. Ân công, hắn là không muốn sống nữa sao? Ở tình huống như vậy mạnh mẽ như vậy thôi thúc trong gân mạch linh khí dòng sông, không tốn thời gian dài hắn liền sẽ toàn thân gân mạch nổ tung. Trước đó là dễ dàng thọ bọn hắn cũng hấp thu không khí nơi này, bọn hắn trạng thái tại sao không có điên cuồng như vậy? Diệp Thần Phong hai bàn tay đặt tại Nam Sơn lão yêu sau lưng, hắn nói ra, bây giờ không phải là cân nhắc những chuyện này thời điểm, tâm ma đã tại trong thân thể của hắn chát căn, xem ra nhất định muốn dưới mãnh dược rồi. Diệp Thần Phong cảm thụ Nam Sơn lão yêu thân tình huống trong cơ thể, hắn điên cuồng thôi thúc lên trong gân mạch linh khí dòng sông. Mãnh liệt vô cùng linh khí trực tiếp rót vào đã đến Nam Sơn lão yêu trong cơ thể. Bốn loại vô thượng công pháp luân phiên tại Diệp Thần Phong trong thân thể vận chuyển, này bốn loại công pháp đều có ức chế cùng chống đỡ tâm ma hiệu quả. Tại như thế mãnh liệt xung kích dưới, Nam Sơn lão yêu sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trong miệng của hắn không ngừng tràn ra tiên huyết. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ rồi, bây giờ muốn hóa giải Nam Sơn lão yêu trong cơ thể bước đầu hình thành tâm ma, nhất định muốn ăn một điểm đau khổ. Diệp Thần Phong mãnh liệt linh khí tràn ngập Nam Sơn lão yêu thân thể. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Nam Sơn lão yêu trong miệng không có một khắc đình chỉ chảy máu, sắc mặt của hắn đã trắng bệch như tờ giấy rồi, cuối cùng từ hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới lỗ chân lông bên trong có đen sắc khí thể tại xuất hiện. Cảm thấy được điểm này sau, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn biết Nam Sơn lão yêu là thoát ly thời điểm nguy hiểm nhất rồi. Tại màu đen khí thể toát ra càng ngày càng nhiều sau, Nam Sơn lão yêu cũng khôi phục tỉnh táo. Diệp Thần Phong vội vàng nói, không nên lại hô hấp không khí nơi này. Khôi phục thanh tỉnh Nam Sơn lão yêu đối với chuyện vừa rồi có chút ấn tượng, sau lưng của hắn không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh, hắn biết mình vừa vặn suýt chút nữa được tâm ma chát căn. Tại Nam Sơn lão yêu khôi phục khi tỉnh táo, vẫn lạc nơi bên ngoài mặt cửa sơn cốc, ba bóng người biến mất không một tiếng động xuất hiện. Trong ba người hai cái lão đầu rõ ràng là hồn khí các trong đó hai vị lão tổ Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí. Một người khác nhưng là Hà gia thiếu chủ Hà Nguyên Thiên. Hà Nguyên Thiên trước đó nguyên bản ý định về sau tự tay giải quyết Diệp Thần Phong, nhưng tại hắn biết Diệp Thần Phong lén lút rời đi hồn khí các sau đó hắn càng nghĩ càng ngồi không yên. Vạn nhất Diệp Thần Phong tìm một chỗ một mực bế quan tu luyện làm sao bây giờ? Hắn không phải không thừa nhận Diệp Thần Phong thiên phú xác thực kiểu như châu bò, này làm cho trong lòng của hắn cũng ghen tị làm, hắn Hà Nguyên Thiên nhưng là thượng giới đỉnh cấp thiên tài A-Hát. Thế tất yếu tại chỗ có thiên tài trong, cái thứ nhất bước vào thần đế cảnh sơ kỳ, nhưng cái tên này lại bị một cái từ đó giới đi tới tiểu tử cho đoạt. Nếu như Diệp Thần Phong ngoan ngoãn ở lại hồn khí trong các, như vậy hay là Hà Nguyên Thiên không sẽ như thế nôn nóng, dù sao ở lại hồn khí các chẳng khác gì là tại hắn dưới mí mắt. Nhưng Diệp Thần Phong lại thoát ly tầm mắt của hắn, trong lòng hắn có một loại bất an, lại nghĩ đến Diệp Thần Phong trước đó từ chối làm nô bộc của hắn. Hắn lửa giận trong lòng cũng nhịn không được nữa, hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục để Diệp Thần Phong tiếp tục trưởng thành rồi. Tại hồn khí trong các, Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An hội ra sức bảo vệ Diệp Thần Phong, nhưng rời đi hồn khí các sau, không có ai hội đang bảo vệ Diệp Thần Phong rồi. Mặc dù nói không rõ ràng Diệp Thần Phong đi nơi nào, dù sao cũng là lợi dụng truyền tống trận rời đi. Thế nhưng Hà gia lấy tư cách thần nguyên giới bá chủ cấp gia tộc,
trong đó có không ít thần kỳ thứ tốt. Cho nên, Hà Nguyên Thiên đi rồi một chuyến Diệp Thần Phong chỗ ở gian phòng, sau hắn liền một đường thuận lợi đi tới cửa sơn cốc. Giờ khắc này, chỉ thấy tại Hà Nguyên Thiên bên người, bay lên một con màu xanh lam chim nhỏ, loại này chim tên là Thiên Linh Chim. Thiên Linh Chim tại thần nguyên giới vô cùng hiếm thấy, là chuyên môn có thể dùng để lần theo. Trước đó, Hà Nguyên Thiên để Thiên Linh Chim tại Diệp Thần Phong ở qua trong phòng cẩn thận cảm ứng một thoáng, bọn họ là đi theo Thiên Linh Chim một đường tới chỗ này. Hơn nữa Thiên Linh Chim tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, tại toàn bộ thượng giới Thiên Linh Chim số lượng 10 ngón tay đầu đều đếm ra, có thể tưởng tượng được hôm nay Linh Điểu quý giá rồi. Tại Hà Nguyên Thiên bọn hắn rời đi hồn khí các thời điểm, Lý Mộc Ngôn cùng Thạch Vạn An chả là ở vào bế quan bên trong. Lại tăng thêm Hà Nguyên Thiên hành vi của bọn họ phi thường bí ẩn, không có ai cảm thấy được hành động của bọn họ. Tiểu tử kia hẳn là ở này nơi trong sơn cốc, nơi này chính là hắn táng sinh đất. Tiện nghi hắn, nếu không phải ta không chờ được nữa rồi, ta còn thực sự muốn lấy thực lực của ta tự tay đánh bại hắn. Hà Nguyên Thiên trong con ngươi vẻ mặt có chút âm trầm, hắn từng bước một đi vào sơn cốc. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí đi sát Hà Nguyên Thiên phía sau, lại đi vào sơn cốc sau đó phát hiện bên trong là một mảnh nghĩa địa. Hà Nguyên Thiên lần thứ hai cười nói, xem ra liền ông trời đều muốn để hắn chết, cố ý trả chuẩn bị cho hắn một khối nghĩa địa. Chấm, chương 2636, cửa vào, tốc độ thời gian trôi qua. Hà Nguyên Thiên ở mảnh này trong mộ địa quét mắt một vòng sau, hắn rất nhanh nhìn thấy bên phải trên vách núi một chỗ lỗ hổng. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí chủ động đi tới phía trước, bọn hắn dẫn trước tiến vào lỗ hổng bên trong, vì Hà Nguyên Thiên dò đường. Tiến vào lỗ hổng bên trong sơn động sau, bọn hắn đi tới sơn động nơi sâu xa nhất, đồng dạng là nhìn thấy trước đó cái kia hình vuông cái ao. Bọn hắn cũng không biết vẫn lạc chi địa sự tình, cẩn thận quan sát bốn phía, đã không có đường có thể đi tới. Màu xanh da trời Thiên Linh Chim không ngừng đều ở nơi này bồi hồi. Tiểu tử kia nhất định ở nơi này, khẳng định có cái gì cơ quan. Hà Nguyên Thiên chắc chắn nói. Ở giữa không trung không ngừng bồi hồi Thiên Linh Chim, bỗng nhiên trong lúc đó đã rơi vào trong hồ trên mặt nước, này làm cho Hà Nguyên Thiên con ngươi sáng ngời, cái ao này có gì đó quái lạ, Thiên Linh Chim hẳn là cảm giác ra tiểu tử kia mùi, tiểu tử kia trước đó đã tiến vào chỗ này ao nói không chắc là liên tiếp một nơi nào đó. Trong khi nói chuyện, Hà Nguyên Thiên lập tức tiến vào trong hồ, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí liếc nhìn nhau sau, bọn hắn cũng tiến vào trong hồ. Mà tại bọn hắn cẩn thận nghiên cứu cái ao này thời điểm. Vẫn lạc chi địa bên trong. Tại Nam Sơn lão yêu khôi phục sau đó Diệp Thần Phong bắt đầu đào móc hỗn độn chi thiết rồi, này 10 năm vạn năm hỗn độn chi thiết không phải số ít. Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu cũng cùng một chỗ giúp Diệp Thần Phong khai thác. Khai thác đi ra ngoài hỗn độn chi thiết toàn bộ được Diệp Thần Phong cho thu nhập hỗn độn trong chiếc nhẫn. 10 năm vạn năm hỗn độn chi thiết, tuyệt đối là luyện chế đỉnh cấp tiên khí tuyệt hảo thiên tài địa bảo rồi. Diệp Thần Phong thân là chí tôn luyện khí sư, hắn vẫn không có đúng nghĩa luyện chế qua tiên khí, tại sao hắn nhất định phải luyện chế ra một cái chính mình hài lòng tiên khí tới, trước đó đem luyện chế tiên khí thiên tài địa bảo thu thập được, cái này cũng là thập phần cần thiết. Diệp Thần Phong ba người bọn họ toàn bộ là thần đế cảnh cường giả, bọn hắn khai thác hỗn độn chi thiết tốc độ cực kỳ nhanh. Còn nữa tại khai thác sau một thời gian ngắn, mới phát hiện chỉ có tại núi chính giữa một đoạn mới ẩn chứa hỗn độn chi thiết. Bất quá, trống trơn chỉ là như vậy. Diệp Thần Phong đạt được hỗn độn chi thiết đã là đủ kinh người rồi, có thể luyện chế không ít tiên khí rồi. Diệp Thần Phong đối với Nam Sơn lão yêu cùng Thẩm Tu Thiên nói ra, chờ sau này có rảnh rỗi. Giúp hai người các ngươi luyện chế một cái tiên khí. Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu vội vàng nói tạ, bọn hắn mặc dù nói không có từng chứng kiến Diệp Thần Phong luyện khí, nhưng là trước kia tại hồn khí trong các, bọn hắn ngược lại là cũng hiểu rõ đến Diệp Thần Phong luyện khí trình độ rồi, Diệp Thần Phong luyện chế ra tới tiên khí tuyệt đối sẽ không phổ thông. Tại đêm này toàn núi cao bên trong hỗn độn chi thiết khai thác hoàn tất sau, Diệp Thần Phong bọn hắn tiếp tục tại vẫn lạc chi địa bên trong hành tẩu lên. Nơi này cao sơn mọc lên san sát như rừng, này làm cho Diệp Thần Phong tràn đầy chờ mong. Diệp Thần Phong bọn hắn đi tới cách đó không xa một tòa khác cao sơn trước sau đó bọn hắn muốn nổ ra này tòa núi cao tìm tòi hư thực.
nhưng ở tòa này cao sơn trên vách núi đá, có khắc từng cái đại tự, mỗi một chữ chi trong đều có một loại năm tháng lâu đời cảm giác. Khắc vào trên vách núi chính là một phần tên là Phệ Tâm Ma Quyết công pháp. Trước đó Diệp Thần Phong tìm tòi qua La Dễ Dàng Thọ trí nhớ của bọn họ, tuy nói hắn tìm tòi phi thường mơ hồ, nhưng hắn biết La Dễ Dàng Thọ bọn hắn ở nơi này lấy được công pháp chính là Phệ Tâm Ma Quyết. Bất quá, trước hắn cũng không hề tại trong trí nhớ của bọn hắn kiểm tra môn công pháp này khẩu quyết. Bây giờ xem qua Phệ Tâm Ma Quyết khẩu quyết sau đó hắn biết tại sao La Dễ Dàng Thọ bọn hắn không có điên cuồng như vậy rồi, môn công pháp này có thể luyện hóa oán khí cùng hung khí, cho nên, La Dễ Dàng Thọ bọn hắn chỉ là được oán khí cùng hung khí ảnh hưởng tới tính cách, cũng không hề tiến vào một loại trạng thái điên cuồng bên trong. Càng trọng yếu hơn chính là môn công pháp này phi thường mạnh mẽ. Có thể mang người tu luyện trước đây công pháp tu luyện đồng hóa, cái này cũng là tại sao La Dễ Dàng Thọ bọn hắn trước đó đã tu luyện công pháp, còn có thể tu luyện này Phệ Tâm Ma Quyết nguyên nhân. Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển. Trên người đột nhiên bạo phát ra thần đế cảnh sơ kỳ thật khí thế. Hư không một trường hướng về vách núi đánh ra. Ầm, một tiếng. Một bàn tay cực kỳ lớn ấn nhất thời đánh vào trên vách núi đá, làm cho bên trên kiểu chữ toàn bộ biến mất không thấy. Ngọn núi lập tức bạo liệt ra, bất quá, lần này Diệp Thần Phong không có tại trong đó nhìn thấy thiên tài địa bảo gì rồi. Nhưng, cái này cũng là Diệp Thần Phong dự liệu được rồi, nơi này có nhiều như thế cao sơn, nếu như mỗi một tòa chi trong đều có, như vậy nơi này quả thực chính là bảo địa rồi. Diệp Thần Phong hy vọng nơi này một phần cao sơn bên trong có thể luyện khí khoáng sản, đây đã là khoáng sản phong phú vô cùng rồi. Dù sao vẫn lạc chi địa chính là hỗn độn thời đại kết quả, chỉ cần cao sơn bên trong xuất hiện khoáng sản. Hắn niên đại tuyệt đối sẽ không thấp. Tại phá hủy trên vách núi công pháp sau, Diệp Thần Phong một nhóm ba người tiếp tục tại vẫn lạc chi địa bên trong hành tẩu lên, trên mặt đất tình cờ có thể nhìn thấy đã từng đại chiến để lại dưới vũ khí. Bất quá, những vũ khí này đã từng hay là tiên khí, nhưng để lại đây nhất định là hư hao tiên khí rồi, cầm ở trong tay. Hướng về trong đó một chú vào linh khí, trực tiếp hội ở trong không khí hóa thành hư vô rồi. Này vẫn lạc chi cực kỳ rộng lớn, La Dễ Dàng Thọ bọn hắn chỉ tra xét qua phía tây phương hướng. Tại Diệp Thần Phong bọn hắn lại đi tới một tòa núi cao trước, muốn oanh kích này tòa núi cao thời điểm. Vẫn lạc chi địa mặt phía bắc, nơi đó bỗng nhiên vọt lên một đạo hào quang màu đen, này làm cho Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hắn cũng không lo được oanh kích trước mặt cao sơn rồi. Hắn nói ra chúng ta đi bên kia nhìn một chút. Diệp Thần Phong bọn hắn không lại thận trọng đi lại, trực tiếp tại vẫn lạc chi địa bên trong đạp không phi hành. Cấp tốc đạp không nửa giờ sau, bọn hắn đi tới vọt lên ánh sáng màu đen địa phương. Chỉ thấy luồng hào quang màu đen này là từ dưới mặt đất xung kích đi lên, nơi này trên mặt đất che lấp dày đặc màu đỏ hạt cát. Diệp Thần Phong cảm ứng chỉ chốc lát sau, hắn động thủ bắt đầu đem màu đỏ hạt cát cho quét ra rồi. Này màu đỏ hạt cát độ dày khó có thể tưởng tượng, có tới hơn 5 thước dày. Tại đem màu đỏ hạt cát toàn bộ quét ra sau đó Diệp Thần Phong nhìn thấy tại dưới đáy phác họa một cái màu đen trận pháp. Trận pháp này cực kỳ phức tạp, thậm chí ngay cả Diệp Thần Phong cũng không cách nào lập tức hiểu thấu đáo. Trải qua 5 tháng tẩy lễ, trận pháp này đã trở nên lảo đảo rồi, bên trên che kín từng cái vết rạn nứt. Diệp Thần Phong ngưng lông mày chỉ chốc lát sau. Nói, nơi này chẳng lẽ là năm đó những ngày kia ngoại ma vật tiến vào chúng ta nơi này cửa vào. La Dễ Dàng Thọ bọn hắn trước đó hẳn không có phát hiện nơi này, cái này tương tự phong ấn truyền tống trận là gần nhất mới trở nên lảo đảo. Căn cứ Diệp Thần Phong suy đoán, từ trong trận pháp mỗi một quãng thời gian đều sẽ vọt lên một lần ánh sáng màu đen, đây là tại nhắc nhở trận pháp phong ấn sắp băng liệt. Đổi lại dĩ vãng. Cho dù từ phía trên này đi qua. Chỉ sợ cũng không sẽ phát hiện dưới đất có như thế một cái phong ấn trận pháp tồn tại, đoạn thời gian gần đây, La Dễ Dàng Thọ bọn hắn hẳn không có đã tiến vào vẫn lạc chi địa. Diệp Thần Phong bàn tay đặt tại phong ấn trận pháp bên trên, hắn thông qua phía trên vết rạn nứt, cẩn thận cảm thụ vết rạn nứt một bên khác. Tại trận pháp này một bên khác, quả nhiên là có một vùng không gian, xem tới nơi này đích thật là năm đó những ngày kia ngoại ma vật xâm lấn cửa vào rồi. Trọng yếu hơn là, Diệp Thần Phong cảm thấy hai bên tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng không giống.
phong ấn trận pháp một bên khác không gian, trong đó tốc độ thời gian trôi qua so với nơi này chậm hơn không ít. Căn cứ Diệp Thần Phong suy đoán, nơi này một giờ bằng với phong ấn trận pháp một bên khác không gian một năm. Chương 2637, cuốn vào. Tại Diệp Thần Phong cảm thụ cái này lảo đảo phong ấn trận pháp lúc. Hà Nguyên Thiên, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí rốt cục tiến vào Vẫn Lạc chi địa bên trong, bọn hắn nhìn xem mảnh này rộng lớn thiên địa. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hà Nguyên Thiên trên người đeo màu tím ngọc bội lấp lánh lên, hắn vội vàng nói, không nên hô hấp không khí nơi này. Thân là Hà gia thiếu chủ, Hà Nguyên Thiên trên người tự nhiên có không ít bảo vật, khối này màu tím ngọc bội có phòng ngừa trong cơ thể sản sinh tâm ma tác dụng, hắn thông qua ngọc bội lập tức cảm thấy trong không khí không đúng. Nghe vậy, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí lập tức nín thở, bọn hắn cẩn thận cảm giác thân biến hóa trong cơ thể, sắc mặt khẽ thay đổi, thân là thần đế cảnh cường giả, bọn hắn vừa nãy dĩ nhiên không có cảm thấy được trong không khí không đúng. Tốt đang hút vào bên trong thân thể oán niệm cùng hung khí rất ít, bọn hắn hoàn toàn là nằm ở tỉnh táo trạng thái, đem trong cơ thể mình oán niệm cùng hung khí ép đi ra. Hà Nguyên Thiên đem thiên linh chim cất đi, ở trong môi trường này. Khẳng định nhìn trời linh điểu cũng có ảnh hưởng. Tiểu tử kia hẳn là ngay ở chỗ này. Hà Nguyên Thiên chắc chắn nói. Tề Khang Phúc cau mày quét mắt chu vi. Hồi lâu sau, hắn nói, Hà Thiếu, ta nhớ được có một nơi cùng nơi này phi thường ăn khớp. Ta từng ở cổ tịch thượng từng thấy, không biết các người có biết hay không Vẫn Lạc chi địa. Trương Cùng Chí lập tức nói ra, khó trách, ta cũng có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi nơi nào quen thuộc. Nơi này và cổ tịch thượng ghi lại Vẫn Lạc chi địa giống nhau như đúc, nơi này nhất định là hỗn độn thời đại Vẫn Lạc đất, trong truyền thuyết thiên ngoại ma vật xâm lấn cửa vào. Hà Nguyên Thiên tự nhiên cũng là nghe nói qua Vẫn Lạc chi địa, có ý tứ, thật là có ý tứ, không nghĩ tới còn sẽ có như vậy thu hoạch. Hay là ở chỗ này sẽ thu được một ít cơ duyên cũng nói không chắc, nói đến nếu không phải tiểu tử kia, chúng ta căn bản sẽ không biết hỗn độn thời đại Vẫn Lạc chi địa đã lần nữa xuất hiện rồi. Mà một bên khác, Diệp Thần Phong thanh bàn tay của chính mình rời đi phong ấn trận pháp, hắn nói ra, nếu như không ra chỉ cái này phong ấn trận pháp lời nói, như vậy tại trong vòng 2 ngày, trận pháp này e sợ yếu hoàn toàn tán loạn rồi. Nếu như nơi này đúng là đã từng thiên ngoại ma vật xâm lấn thông đạo, năm đó hỗn độn thời đại cường giả đem nơi này phong ấn, điều này nói rõ một đầu khác thiên ngoại ma vật còn chưa chết hết, chúng ta không biết như hôm nay ngoại ma vật số lượng. Cũng không biết thực lực của bọn họ, tại đây chút không biết dưới tình huống, hiện tại nhất định muốn một lần nữa ra cố cái này phong ấn trận pháp. Hai người các ngươi đứng ở mặt trên đi, ta hiện tại yếu hiểu thấu đáo một cái này phong ấn trận pháp. Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu gật đầu đồng ý Diệp Thần Phong cách nói, ai biết bây giờ thiên ngoại ma vật mạnh bao nhiêu. Tuyệt đối không thể để này cửa vào một lần nữa thông suốt. Cái này phong ấn trận pháp vô cùng phức tạp. Lập tức bắt đầu tìm hiểu Diệp Thần Phong, hắn một mực cau mày, hắn lần thứ nhất gặp loại này độ khó trận pháp, quả thực là khiến hắn có một loại phát điên thống khổ cảm giác. Hai bàn tay toàn bộ đặt tại lảo đảo trận pháp bên trên, trận pháp này nội bộ mức độ phức tạp, vượt xa khỏi Diệp Thần Phong tưởng tượng, yếu tìm hiểu loại trình độ này trận pháp, có thể nói là cực kỳ tiêu hao tinh lực, cho tới trên trán của hắn toát ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột. Sau một ngày, Diệp Thần Phong cảm giác mình tìm hiểu một ít, có thể bắt tay bắt đầu vững chắc cái này phong ấn trận pháp. Hà Nguyên Thiên bọn hắn cũng không hề tìm đã tới, khả năng bọn họ là được Vẫn Lạc chi địa bên trong cái gì cho hấp dẫn. Diệp Thần Phong thận trọng di động trận pháp này bên trong bố trí, nỗ lực trải qua một ít sửa đổi rất nhỏ, đến tạm thời ổn định lại trận pháp này. Vừa mới bắt đầu hết thảy đều vô cùng thuận lợi, mắt thấy hết thảy đều nắm giữ trong lòng bàn tay thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Thần Phong trong lòng âm thầm gọi một tiếng, gay gâu. Cái này phong ấn trận pháp xa còn lâu mới có được hắn nghĩ tới đơn giản như vậy, trong đó dĩ nhiên còn ẩn tàng một ít, dựa vào tìm hiểu không cách nào nhìn thấu thủ pháp, chỉ có tại tự thể nghiệm sau, mới sẽ biết phải như thế nào hóa giải loại thủ pháp này. Đáng tiếc đối với hiện tại Diệp Thần Phong tới nói, hết thảy đều đã là không còn kịp rồi. Hắn đã chạm đến trong trận pháp không thể chạm đến địa phương. Hắn muốn lập tức tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới, trong miệng hướng về phía Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu, quát nhanh,
nhanh xa cách nơi này. Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu hơi sững sờ, khi nghe đến Diệp Thần Phong thanh âm sau đó hai người bọn họ theo bản năng đạp không mà lên. Mà muốn đi vào bên trong tiểu thế giới Diệp Thần Phong, tốc độ của hắn vẫn là chậm một bước, chỉ thấy từ phong ấn trong trận pháp lao ra một cổ cường đại vô cùng gió xoáy, trực tiếp đưa hắn cuốn vào trong trận pháp. Đạp không mà lên Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu, nhìn thấy cuốn vào trong trận pháp Diệp Thần Phong, thân ảnh của bọn họ không hẹn mà cùng cúi vọt xuống dưới, trong miệng hô ân công. Nhưng bọn họ vẫn là đã chậm một bước, tại bọn hắn vọt tới trước trận pháp thời điểm, hết thảy đều đã khôi phục yên tĩnh, mới vừa từ trong trận pháp lao ra lớn vô cùng gió xoáy cũng đã biến mất. Bị cuốn vào trong trận pháp Diệp Thần Phong, hắn chỉ cảm thấy thân ở một không ngừng xoay tròn địa phương, hắn xương cốt toàn thân đều phải bị xoay tròn nát. Từng luồng sức mạnh vô cùng bá đạo không ngừng tiến vào bên trong thân thể của hắn. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy đối thân thể của mình mất đi năng lực quản lý, trong gân mạch linh khí dòng sông cũng không cách nào thôi thúc, chỉ có thể mặc cho gắng sức số lượng tại bên trong thân thể của hắn tùy ý làm bậy. Hắn xương cốt toàn thân cùng gân mạch đang nhanh chóng vỡ vụn, trên mặt hiện ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Liền ngay cả đan điền của hắn bên trên, dĩ nhiên cũng đang xuất hiện từng đạo vết rạn nứt rồi, nếu như đan điền bị hủy lời nói, như vậy trực tiếp sẽ biến thành một kẻ tàn phế. A hát! Diệp Thần Phong trong cổ họng gào thét, cặp mắt đỏ chót một mảnh, hắn muốn ra sức thôi thúc trong gân mạch linh khí dòng sông. Nhưng gân mạch đều tại vỡ vụn, hắn làm hết thảy đều là phí công mà thôi. Một cái nào đó trong nháy mắt. Diệp Thần Phong cảm giác mình thân thể không lại tùy theo xoay tròn, ở trong cơ thể hắn tùy ý làm bậy sức mạnh cũng biến mất không thấy. Mắt hắn chật vật quan sát bốn phía, hắn phát hiện mình lại đang trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống. Nhưng hắn hôm nay thân thể căn bản nhúc nhích không được, muốn đi vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới, lấy hắn hiện tại loại này tình hình, thậm chí ngay cả hỗn độn nhẫn cũng câu thông không được. Một tiếng. Diệp Thần Phong cuối cùng nặng nề rơi xuống đã đến trên mặt đất. Trên mặt đất đập ra một cái hố nhỏ đi ra, ý thức của hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng mơ hồ, hắn nhìn thấy chu vi có đồ vật hướng hắn xuống lại đây, trong tai loáng thoáng truyền vào một ít âm thanh. Đây là từ thế giới bên ngoài người tới loại, nghe nói bọn hắn phi thường xảo trá, hắn làm sao sẽ đi vào chúng ta nơi này. Chúng ta nên yếu lập tức thông báo nữ vương bệ hạ, để nữ vương bệ hạ tới xử trí cái này bên ngoài thế giới người. Đúng. Chúng ta lập tức đi thông báo nữ vương bệ hạ. Yếu bất tỉnh đi Diệp Thần Phong, hắn chỉ cảm giác thân thể của mình được giơ lên, hắn không có sức mạnh vùng vẫy. Từ từ, từ từ. Hắn lâm vào chiều sâu hôn mê trong. Chương 2638, thần ma một tộc. Trong đầu chỉ cảm thấy phi thường hôn mê. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đau nhức cực kỳ, liền một tia sức mạnh cũng không sử dụng ra được. Trong cổ họng phi thường khô khốc, khụ khụ, khụ khụ, không tự chủ được ho khan hai tiếng sau đó Diệp Thần Phong từ từ mở mắt ra, hắn phát hiện mình ngửa mặt nằm ngang. Muốn đứng dậy, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương cùng gân mạch gãy vỡ không sai biệt lắm, hắn căn bản vô pháp nhúc nhích. Lập tức chợt nhớ tới hôn mê chuyện lúc trước, hắn bị cuốn vào phong ấn trận pháp sau đó hẳn là tiến vào những ngày kia ngoại ma vật thế giới. Hắn lập tức cảm ứng một thoáng đan điền, hắn nhớ rõ trước đó đan điền có vỡ vụn dấu hiệu. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi, chỉ cảm giác trên đan điền xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn nứt, phảng phất toàn bộ đan điền lúc nào cũng có thể vỡ vụn bình thường. Bây giờ gân mạch gãy vỡ, hắn căn bản không thể đủ thi triển bất tử kim thân khôi phục thương thế, còn nữa bất tử kim thân chỉ có thể khôi phục nhục thân thương thế, về phần vỡ vụn đan điền, e sợ dựa vào bất tử kim thân khó khôi phục. Ở trong lòng ngẫm nghĩ chỉ chốc lát sau, ánh mắt của hắn nhìn quét bốn phía, hắn phát hiện mình được nhốt ở một cái cự đại lồng sắt bên trong. Hắn bây giờ thân ở một cái trang nhã cung điện bên trong. Tại đây nơi trong cung điện nữ có nam có, trẻ có già có, chỉ là những người này mi tâm đều có một cái kỳ quái tiểu ấn nhớ. Ngoài ra, bọn hắn cùng nhân loại giống nhau như đúc, lẽ nào những này chính là cái gọi là thiên ngoại ma vật sao? Tại cung điện phía trước nhất chính giữa, nơi đó có hai cái ghế, tại cái này hai tấm trên ghế ngồi hai nữ nhân. Một người trong đó thân mặc màu đỏ sợi tơ quần áo,
khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy một loại thành thục mùi vị, dáng dấp cũng có vẻ ôn nhu cực kỳ, tại mi tâm của nàng một cái hỏa diễm tiểu ấn nhớ. Một người khác thân mặc đồ trắng sợi tơ quần áo, cả người tỏa ra một loại người sống chớ tiến lạnh lẽo, ngũ quan vô cùng tinh xảo, dường như trải qua tinh xảo điêu khắc bình thường, tại mi tâm của nàng có một mảnh tiểu tuyết tiêu dấu ấn. Diệp Thần Phong từ hai nữ nhân này trên người cảm thấy sức mạnh kinh khủng, hắn biết nơi này có thể làm chủ người nhất định là hai nữ nhân này rồi. Các ngươi là người nào? Đây là nơi nào? Diệp Thần Phong cau mày, hắn câu thông hỗn độn nhẫn, đáng tiếc tại bên trong tòa cung điện này dĩ nhiên là hạn chế pháp tắc không gian. Tiểu tử, chớ có vô lễ, đây là ngươi đối xử hai vị nữ vương đại nhân thái độ sao? Một tên lão giả áo bào trắng đứng ra hướng về phía Diệp Thần Phong quát. Nữ vương. Hai nữ nhân này là nơi này nữ vương. Những người này đến cùng phải hay không thiên ngoại ma vật? Áo đỏ nữ nhân khoát tay áo một cái, nói ra, đại trưởng lão, không có chuyện gì, hay là ở trên người hắn chúng ta có thể thu được kỳ tích. Tên kia lão giả áo bào trắng không nói. Áo đỏ nữ nhân nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, ta gọi Lan Vân. Ngươi là làm sao tới được nơi này? Ngươi không nên quá lo lắng, chúng ta đối với ngươi không có ác ý. Đã từng nỗ lực xâm lấn các ngươi thế giới, cũng không phải chúng ta. Ngươi có thể đi tới nơi này, nhất định cũng có rời đi nơi này phương pháp xử lý chứ. Ta biết ngươi hay là sẽ không tin tưởng chúng ta, ngươi không ngại trước nghe một chút ta sau đó nói sự tình. Tên là Lan Vân áo đỏ nữ nhân, người thanh âm êm dịu tự thuật lên. Thanh âm của nàng phi thường đẹp, phần lớn nam nhân nghe xong, e sợ trong lòng đều sẽ có một loại ngứa cảm giác nhột. Vùng thế giới này tên là thần ma giới. Ở nơi này sinh hoạt chủng tộc tên là thần ma nhất tộc. Này thần ma nhất tộc bên trong có hai loại người, một loại người vừa sinh ra da thịt hiện ra màu đen, bọn hắn được gọi là ma, một loại người khác vừa sinh ra da thịt tuyết trắng cực kỳ, bọn hắn được gọi là thần. Nơi này cái gọi là ma cùng thần chỉ là một loại tỉ dụ phương thức. Cái này hai loại người từ phi thường đã lâu niên đại liền sinh hoạt lại với nhau, lâu dần, bọn hắn sáp nhập lại với nhau, xưng là thần ma nhất tộc. Cái gọi là ma, bọn hắn chỉ là da thịt đen nhánh một ít mà thôi, cũng không tồn tại cái gì độc ác tâm tư. Nguyên bản thần ma nhất tộc tại thần ma giới sinh hoạt phi thường mỹ hảo. Chỉ là có một ngày, thần ma nhất tộc bên trong ma. Bọn hắn phát hiện một loại phi thường quỷ dị pháp môn tu luyện, bọn hắn thử bắt đầu tu luyện. Theo, tu luyện phương pháp này, thần ma nhất tộc bên trong ma, tâm tính của bọn họ cùng tính cách bắt đầu phát sinh cải biến, thậm chí ngay cả tướng mạo cũng bắt đầu trở nên thiên hướng về thú loại rồi. Bọn hắn muốn khiến thần ma nhất tộc bên trong thần, cũng đi theo bọn hắn đồng thời tu luyện loại công pháp này, nhưng khi đó thần ma nhất tộc bên trong thần, bọn hắn đã thấy ma biến hóa rồi. Cho nên bọn hắn từ chối tu luyện loại công pháp này. Lâu dần, thần ma nhất tộc nội bộ mâu thuẫn càng lúc càng lớn, cuối cùng thần cùng ma mỗi người đi một ngả rồi, bọn hắn một lần nữa cho chủng tộc của mình đặt tên, đổi thành thần tộc cùng ma tộc. Mà tu luyện loại kia quỷ dị công pháp cửa ma tộc, bọn hắn trở nên càng thêm vừa ra là không thể ngăn cản rồi, bọn hắn thậm chí tìm tới đi về những thế giới khác cửa ra vào, bọn hắn dã tâm vô hạn bành trướng. Bọn hắn muốn rời khỏi thần ma giới, bọn hắn muốn thống trị thế gian vạn vật. Lúc đó chia ra thần tộc, bọn hắn biết ma tộc dã tâm sau đó bọn hắn một lòng muốn ngăn cản. Nhưng tu luyện loại kia quỷ dị pháp môn ma tộc, bọn hắn sức chiến đấu trở nên vô cùng mạnh mẽ, thần tộc căn bản không phải là đối thủ của bọn họ rồi. Cuối cùng hết thảy thần tộc người bị buộc tại thần ma giới tử thủ một góc. Cùng lúc đó, ma tộc bắt đầu thông qua phát hiện lối ra. Rất nhiều rời đi thần ma giới, bắt đầu với bên ngoài còn lại chủng tộc triển khai tiến công. Trận chiến đấu này chính là lúc trước hỗn độn thời đại vẫn lạc chi địa trường huyết chiến kia rồi. Diệp Thần Phong nghe xong được Lan Vân tự thuật sau đó hắn lâm vào thật lâu trong suy tư. Hắn không nghĩ tới tại trong này còn có một đoạn như vậy cố sự tồn tại, nếu quả như thật dường như Lan Vân từng nói, như vậy ở đây những người này chính là thần tộc rồi. Diệp Thần Phong hỏi, bây giờ ma tộc vẫn tồn tại. Lan Vân trong con ngươi xinh đẹp tránh qua một vệt sầu lo, năm đó ma tộc đại bại, lối ra cũng bị phong bế rồi, nhưng bọn họ chỉ là đã gặp phải thừa trọng đả kích, cũng chưa hề hoàn toàn hủy diệt. Chúng ta muốn rời khỏi thần ma giới, ngươi có biện pháp không?
Diệp Thần Phong nói ra, thần ma giới cùng chỗ của ta thế giới, trong đó tốc độ thời gian trôi qua không giống. Dựa theo Diệp Thần Phong bên kia thế giới thời gian, chỗ kia phong ấn trận pháp, lại có chừng một ngày hẳn là liền sẽ tán loạn rồi. Mà dựa theo nơi này tốc độ thời gian trôi qua, một ngày chẳng khác gì là nơi này một năm. Đại khái lại có thêm một năm này, lối ra liền sẽ lần thứ hai mở ra, đến lúc đó các ngươi đều có thể rời đi nơi này. Diệp Thần Phong trong lòng lo lắng ma tộc, hắn không rõ ràng bây giờ ma tộc số lượng cùng thực lực làm sao. Khi hắn muốn mở miệng hỏi thời điểm, Lan Vân lắc lắc đầu, nói ra, không còn kịp rồi, chúng ta nhất định muốn tại trong vòng 3 ngày rời đi thần ma giới. Tỷ, xem ra nhân loại này không giúp được chúng ta cái gì, ta liền nói hết thảy đều yếu dựa vào tự chúng ta không cần theo dựa vào người khác, coi như là muốn chết, ta muốn để ma tộc trả ra giá cao. Ngồi ở Lan Vân bên cạnh áo trắng nữ nhân lạnh lẽo nói ra. Suy ngẫm, bây giờ còn chưa có đến tuyệt cảnh, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp đi. Lan Vân mày liễu hơi nhíu. Chương 2639, Thiên ảnh ma trùng. Được gọi là suy ngẫm áo trắng nữ tử, người tên là Tuyết Ngưng Tư, nàng là Lan Vân muội muội, nàng và Lan Vân chính là thần tộc hai vị nữ vương. Diệp Thần Phong nghe được Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư đối thoại, chắc hẳn bây giờ thần tộc nhất định là gặp phải phiền toái, mà hắn hiện tại toàn thân phần lớn xương cùng gân mạch gãy vỡ, trên đan điền lại che kín vết rạn nứt, nếu như tại nằm trong loại trạng thái này gặp phải nguy hiểm, như vậy hắn là chắc chắn phải chết được rồi. Muốn phải mau sớm khôi phục thân thể, hay là còn cần những này thần tộc trợ giúp, cho nên Diệp Thần Phong nhất định muốn biết thần tộc tình cảnh trước mắt, hỏi hắn các ngươi là gặp phải phiền toái gì sao? Vẫn là bây giờ ma tộc như trước rất cường đại, các ngươi yếu tự thân khó bảo toàn. Tuy nói yếu tại trong vòng 3 ngày rời đi nơi này, ta hay là không làm nổi, nhưng là ta hẳn là có thể giúp thượng một điểm bận bịu. Tuyết Ngưng Tư trong con ngươi xinh đẹp hàn quang hiện ra tỷ, đừng nghe hắn nói bậy nói bạ rồi, chúng ta năm đó chưa từng thấy bên ngoài thế giới nhân loại, nhưng bọn họ có thể đem ác độc như thế cùng âm hiểm ma tộc đại bại, bởi vậy có thể thấy được những nhân loại này cũng không là đồ tốt. Diệp Thần Phong cảm giác được xuất Tuyết Ngưng Tư như khối băng như thế, người bình thường nhất định là khó mà tới gần, hắn nói, nếu như các ngươi đã đến tuyệt cảnh, như vậy cùng ta nói một chút lại có làm sao? Bằng vào ta bây giờ tình huống thân thể, căn bản không uy hiếp được các ngươi. Tuyết Ngưng Tư khóe miệng hiện lên một vệt tuyệt mỹ cười gằn, tự coi như ngươi không có thụ thương, bằng một mình ngươi đã nghĩ muốn cho chúng ta thần tộc mang đến uy hiếp sao? Ngươi cũng đánh giá quá cao chính mình rồi chứ? Suy ngẫm. Lan Vân gọi một tiếng sau đó Tuyết Ngưng Tư lạ kỳ nghe lời không lên tiếng nữa rồi, xem ra người đối chính mình một tỷ tỷ làm tôn kính. Trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt dừng lại ở Diệp Thần Phong trên người, Lan Vân nói, ngươi nói không sai. Cùng ngươi nói một chút cũng không có quan hệ. Nếu như tại trong vòng 3 ngày không rời đi nơi này, như vậy chúng ta thần tộc toàn bộ sẽ biến thành ma tộc người hầu. Những ma tộc đó thống hận nhất bên ngoài thế giới loài người, nếu như bọn hắn nhìn thấy lời của ngươi, như vậy bọn hắn nhất định sẽ lấy máu tanh thủ đoạn giết ngươi, thậm chí ngươi sẽ trở thành bọn hắn trong miệng mỹ vị. Diệp Thần Phong cau mày nói như vậy bây giờ ma tộc thật sự vẫn cứ rất cường đại. Các ngươi thần tộc hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Lan Vân khẽ lắc đầu, đã từng ma tộc cùng nhân loại các ngươi trận chiến đó, thúc đẩy ma tộc thế lực đã sớm không còn nữa dĩ vãng. Tại năm đó ma tộc đại bại sau khi trở về, chúng ta thần tộc muốn lần nữa chỉnh đốn mảnh này thần ma giới. Lúc trước đối mặt thế lực lớn giảm ma tộc, chúng ta thần tộc là rất có thể thắng lợi, đáng tiếc người của ma tộc thủ đoạn rất nhiều. Mà chúng ta thần tộc từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc, cuối cùng dĩ nhiên là rơi vào lưỡng bại câu thương. Trải qua sau trận chiến này, ma tộc càng thêm suy yếu rồi, mà ta thần tộc cũng thất bại hoàn toàn, hôm nay đã sớm không còn nữa đã từng ánh sáng rồi. Lan Vân dừng lại một chút sau đó người tiếp tục nói, nguyên bản song phương đều lưỡng bại câu thương, thần ma giới hẳn là yếu khôi phục lại yên lặng rồi, nhưng ma tộc ở bề ngoài đối với chúng ta chịu thua. Bọn hắn tỏ vẻ ra là ăn năn tâm ý, lén lút lại đối với chúng ta hạ âm tàn nhẫn thủ đoạn. Bây giờ chúng ta từng cái thần tộc người trong thức hải, toàn bộ được gieo thiên ảnh ma trùng, ngày như vậy ảnh ma trùng là có thể lây cho đời sau. Thiên ảnh ma trùng là ma tộc độc môn bồi dưỡng được đến một loại côn trùng, một khi để thiên ảnh ma trùng chui vào trong thức hải,
người tu luyện căn bản vô pháp đem hắn giết chết. Những ngày qua ảnh ma trùng toàn bộ nghe lệnh ma tộc, bọn hắn có thể lợi dụng thiên ảnh ma trùng đến ảnh hưởng ý thức của chúng ta, dùng này để đạt tới khống chế mục đích của chúng ta. Hiện tại chúng ta thần tộc chỉ là tạm thời đem trong thức hải thiên ảnh ma trùng cho khắc chế rồi. Diệp Thần Phong trong lòng đại khái có suy đoán, các người muốn trong vòng 3 ngày rời đi ở nơi này, nói như vậy, các người 3 ngày về sau liền khắc chế không được trong thức hải thiên ảnh ma trùng. Mà ma tộc cũng sẽ ở khi đó đối với các người phát động tiến công. Lan Vân gật đầu nói, người đoán rất đúng, sau 3 ngày chúng ta liền không cách nào khắc chế trong thức hải thiên ảnh ma trùng rồi. Đến lúc đó nếu như không cách nào rời xa ma tộc, chúng ta đem toàn bộ trở thành ma tộc nô bộc. Lan Vân trên mặt tràn đầy một loại khuất, nhục. Tiếp lấy, người lại nói, sau 3 ngày, là thôn thiên ngày, lần trước xuất hiện thôn thiên ngày thời điểm, vẫn là mười mấy vạn năm trước, chúng ta không có ra đời thời điểm. Thời điểm đó thần tộc cùng ma tộc chả cũng không hề phân liệt, mà thôn thiên ngày thời điểm trong thiên địa toàn bộ sẽ biến thành màu đen. Có một loại đặc thù năng lượng hội ở trong thiên địa lưu động, mà tại đây một ngày, ma tộc tất cả mọi người sức chiến đấu hội mức độ lớn tăng trưởng. Về phần thiên ảnh ma trùng là ma tộc bồi dưỡng ra được, tại thôn thiên ngày, thiên ảnh ma trùng power cũng sẽ tăng mạnh, đến lúc đó chúng ta căn bản vô pháp khắc chế. Diệp Thần Phong ngắn ngủi đã trầm mặc mấy giây, xem ra chỉ có giúp thần tộc giải quyết thiên ảnh ma trùng rồi, dù sao hiện tại hắn cũng cần thần tộc trợ giúp. Chỉ là hắn không biết thiên ảnh ma trùng, hắn có thể hay không giúp thần tộc dọn dẹp trong thức hải thiên ảnh ma trùng đâu này. Diệp Thần Phong quản không được nhiều như vậy, hiện tại chỉ có thể trước tiên vượt khó tiến lên rồi. Nói như vậy, nếu như có thể dọn dẹp các ngươi trong thức hải thiên ảnh ma trùng, như vậy các ngươi là có thể cùng ma tộc đối kháng. Diệp Thần Phong nghi vấn đạo. Lan Vân vẫn lắc đầu một cái, nếu như là tại thôn thiên ngày lời nói. Như vậy chúng ta muốn vượt qua ma tộc mấy tỷ lệ rất thấp. Nhưng, nếu như trong óc thiên ảnh ma trùng dọn dẹp, chỉ ít ta còn có thể đủ cùng ma tộc chống cự. Diệp Thần Phong là không còn gì để nói, hắn nói ra ta có thể giúp các ngươi thanh lý trong óc thiên ảnh ma trùng, điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất định muốn cho ta cung cấp trị liệu địa phương, ta nhất định phải mau chóng khôi phục thân thương thế bên trong cơ thể. Diệp Thần Phong lời này vừa nói ra. Toàn bộ bên trong cung điện trở nên càng thêm an tĩnh. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, phải biết thần tộc nghiên cứu nhiều tuổi như vậy nguyệt, bọn hắn cũng tìm không ra thanh trừ thiên ảnh ma trùng phương pháp xử lý, chỉ có thể làm được tạm thời khắc chế. Bây giờ một người tuổi còn trẻ nhân loại tiểu tử, rõ ràng ở nơi này lớn như thế nói không hổ. Tuyết Ngưng Tư hừ lạnh một tiếng, nói ra tỷ, ta liền nói không muốn nghe hắn nói bậy nói bạ rồi. Hắn có thể đủ thanh trừ chúng ta thức hải thiên ảnh ma trùng. Hắn cho là mình là người nào? Lan Vân trong lòng cũng không tin, nhưng hiện tại chả có biện pháp gì sao. Có thể nói thần tộc đúng là cùng đường mạt lộ rồi, người lấy tư cách Tuyết Ngưng Tư tỷ tỷ, lấy tư cách thần tộc đệ nhất nữ vương, người không thể biểu hiện ra hoảng loạn, kỳ thực trong lòng nàng đã là tuyệt vọng. Người thật sự có thể thanh trừ chúng ta trong thức hải thiên ảnh ma trùng. Lan Vân đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Tỷ! Tuyết Ngưng Tư còn muốn mở miệng, Lan Vân bàn tay vẫy một cái, ra hiệu Tuyết Ngưng Tư không nên mở miệng rồi. Tuyết Ngưng Tư lạnh lẽo trừng lên không cách nào nhúc nhích Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong gật gật đầu, ta cần thiết nói dối sao? Lại nói ta chỉ có một người, cho dù ta thương thế khôi phục, các ngươi cũng bất cứ lúc nào có thể đem ta cầm xuống, chỗ dùng các ngươi thần tộc có cái gì tốt lo lắng. Bất kể như thế nào, đối với các ngươi đều không có bất kỳ tổn thất nào. Chương 2640, Thần Trì. Hay là thật sự cùng đường mạt lộ rồi, lại có lẽ là muốn đánh cược một lần. Lan Vân cuối cùng vẫn là gật đầu, nói ra, đại trưởng lão, chuẩn bị mở ra thần trì, thay hắn trị liệu thương thế. Tuyết Ngưng Tư đôi mắt đẹp càng thêm trợn mắt trừng trừng, tỷ, ngươi muốn khiến hắn ngâm chúng ta thần tộc thần trì. Hắn một cái từ thế giới bên ngoài tới tiểu tử, hắn có tài cán gì có thể ngâm thần trì? Thần trì xưa nay chỉ có chúng ta thần tộc nữ vương cùng là thần tộc làm ra cống hiến to lớn người mới có thể ngâm, hơn nữa trải qua lâu năm như thế, thần trì nhiều nhất chỉ có thể ngâm một lần rồi. Lan Vân vẻ mặt kiên định, suy ngẫm, nếu như chúng ta đã trở thành ma tộc nô bộc, như vậy thần trì chỉ biết vô cớ làm lợi ma tộc, hiện tại chúng ta chỉ có lựa chọn tin tưởng hắn rồi.
Trước đó quát tháo Diệp Thần Phong lão giả áo bào trắng cũng chính là đại trưởng lão, hắn đi tới Diệp Thần Phong lồng sắt bên. Thần tộc đại trưởng lão tên là Ổ Quang Vinh, trên mặt hắn che kín từng đạo sâu đậm nếp nhăn, đem lồng sắt môn mở ra. Nói thật ra, Ổ Quang Vinh cũng không cảm thấy Diệp Thần Phong có thể thay bọn hắn thanh trừ trong óc thiên ảnh ma trùng, nhưng hắn cũng biết đây là hiện tại hy vọng duy nhất, từ trong tay hắn xuất hiện một tấm khắc họa hoa văn phức tạp lá bùa. Hắn đem lá bùa trực tiếp kề sát ở Diệp Thần Phong trên trán, không cách nào nhúc nhích thân thể Diệp Thần Phong căn bản không làm được phản kháng. Đem lá bùa dán trên trán Diệp Thần Phong sau, Ổ Quang Vinh hướng về lá bùa bên trong truyền vào linh khí, đột nhiên trong lúc đó, từ lá bùa bên trong lao ra khỏi một đạo hào quang óng ánh, ở trong không khí hóa thành 32 cái chữ to này. Loại thần tộc này đặc chế phù, chỉ là dùng để kiểm tra tuổi tác. Bây giờ Diệp Thần Phong cả người xương cốt cùng gân mạch phần lớn gãy vỡ, liền ngay cả đan điền cho cũng nhanh yếu vỡ vụn, trên người hắn không có bất kỳ khí thế có thể nói, những này thần tộc người đều cảm giác không ra Diệp Thần Phong tu vi. Ổ Quang Vinh lấy tư cách thần tộc đại trưởng lão, hắn làm việc từ trước đến giờ rất cẩn thận, hắn cho rằng từ tuổi tác thượng hẳn là có thể thôi toán xuất Diệp Thần Phong đại khái tu vi, cho nên hắn mới đối Diệp Thần Phong chắc thử một chút tuổi tác. Giữa không trung hiện lên 32 cái này to lớn kiểu chữ, khiến thần tộc người cảm thấy thật là buồn cười. Thần tộc người chưa từng đi thế giới bên ngoài, nhưng là bọn hắn cũng từ ma tộc bên kia nghe nói qua bên ngoài người tu luyện sự tình, phía ngoài người tu luyện thiên phú sẽ không cao hơn bọn họ. Có thể nói chỉ là 30 tuổi mới là con đường tu luyện vừa vặn xuất phát chạy bước, hoặc là có thể nói 30 tuổi đang tu luyện người một đường trung hòa vừa vặn học biết đi đường trẻ con không có khác biệt. Tỷ, 30 tuổi một cái gia hỏa, hắn có thể đủ giúp chúng ta trừ đi trong thức hải thiên ảnh ma trùng. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền đang nói dối. Tuyết Ngưng Tư mi tâm một mảnh hoa tuyết dấu ấn lấp lánh, từ trên người nàng bạo phát ra lạnh lẽo khí thế. Diệp Thần Phong từ đối thoại của bọn họ trong, hắn có thể suy đoán ra thần chỉ tuyệt đối bất phàm, cơ duyên như thế này hắn cũng không làm được bỏ lỡ, ta nói dối đối chính ta có ích lợi gì sao? Nếu như các ngươi không muốn tin tưởng ta, như vậy các ngươi chỉ có thể ngồi chờ trở thành ma tộc nô bộc. Nhưng nếu như các ngươi tin tưởng ta, như vậy này đối với các ngươi tới nói không phải là có hy vọng sao? Nên lựa chọn thế nào chính các ngươi nghĩ đi. Tuyết Ngưng Tư làm không ưa Diệp Thần Phong dáng dấp này, tại người yếu triệt để bạo phát thời điểm. Lan Vân lại nói, đại trưởng lão, mở ra thần trì, đây là chúng ta hy vọng duy nhất. Ổ Quang Vinh lập tức đồng ý, thần tộc nữ vương tại trong tộc có địa vị trí cao vô thượng, hắn kéo một cái Diệp Thần Phong trực tiếp đạp không rời khỏi cung điện. Lan Vân liếc mắt nhìn bên cạnh Tuyết Ngưng Tư, suy ngẫm, ta cũng cùng đi xem đi. Đây là thần chỉ một lần cuối cùng mở ra. Tiếp lấy, người rồi hướng bên trong cung điện còn lại thần tộc người, nói ra tản đi đi. Tại Lan Vân biến mất ở bên trong cung điện sau. Tuyết Ngưng Tư cũng bất đắc dĩ lập tức đi theo. Được Ổ Quang Vinh mang ra cung điện Diệp Thần Phong, rốt cục nhìn thấy thần ma giới bầu trời. Nơi này bầu trời cũng là có thái dương, bất quá, giữa bầu trời thái dương có vẻ lớn vô cùng, không khí linh khí cũng rất nồng nặc. Diệp Thần Phong phát hiện mình bây giờ hẳn là tại một chỗ cổ thành bên trong, Ổ Quang Vinh mang theo hắn hướng về cung điện hậu phương lao đi. Hắn trong chớp mắt bị cuốn vào đến nơi này. Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu hẳn là tại phong ấn trận pháp nơi đó chờ hắn đây. Tốt ở nơi này một năm mới bằng với phía ngoài một giờ, hắn có đầy đủ thời gian rời đi nơi này. Hắn cảm giác được suốt vừa vặn Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư đều tại thần đế cảnh tu vi đỉnh cao, mà cái này mang theo hắn đạp không mà đi lão đầu, tu vi của hắn tại thần đế cảnh hậu kỳ. Ổ Quang Vinh dẫn hắn đi tới cung điện sau một gian cự thạch thất lớn trước mặt. Đem mang theo người một khối hình tròn ngọc bội ấn vào cửa đá trong rãnh, chỉnh phiến cửa đá khổng lồ nhất thời mở ra. Lấy tư cách chí tôn luyện khí sư, Diệp Thần Phong nhìn ra được này vật liệu đá cực kỳ bất phàm, e sợ thần đế cảnh đỉnh phong cường giả muốn đánh tan cửa đá cũng không phải dễ dàng như vậy. Ổ Quang Vinh tuy nói chỉ là trong thần tộc đại trưởng lão, nhưng hắn là nhìn xem Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư lớn lên. Mà Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư trong lòng cũng thành Ổ Quang Vinh cho rằng ra ra đối xử, hai người bọn họ cực kỳ tín nhiệm Ổ Quang Vinh, cho nên sắp mở ra thần chỉ chìa khóa đều giao cho Ổ Quang Vinh bảo quản. Tiến vào nhà đá sau. Trong đó không gian cũng phi thường rộng rãi,
Bất quá, trong này bài biện vô cùng đơn điệu. Ở thạch thất chính giữa có một loại tựa rửa giấy dùng ao. Trong hồ vẫn không có nước. Hồ Quang Vinh đem Diệp Thần Phong bỏ vào một bên, hắn đi tới ao một bên. Tại hình vuông ao bốn phương tám hướng biên giới, từng cái biên giới đều khắc họa một cái trận pháp. Hồ Quang Vinh di chuyển nhanh chóng này bốn cái trận pháp, tại bốn cái trận pháp toàn bộ di động một lần sau đó từ bốn cái trận pháp bên trong đồng thời ném ra một ánh hào quang, hướng về ao dưới đáy đánh tới. Không có nước trong hồ lập tức được ánh sáng bao trùm lại rồi, đợi đến ánh sáng chậm rãi tản đi thời điểm, chỉ thấy ao dưới đáy đang chậm rãi bốc lên xuất thủy. Loại nước này vô cùng đặc biệt, trong đó đã bao hàm màu đỏ, màu xanh lục, màu xanh lam cùng màu tím này năm loại màu sắc. Từ loại này đặc thù trong nước có nhiệt khí bốc hơi mà lên. Diệp Thần Phong cảm nhận được này trong hồ trong nước ẩn chứa đặc thù dược lực, hơn nữa trong đó chả có không gì sánh nổi năng lượng mạnh mẽ, bất quá, bên trong năng lượng ẩn chứa tuy nói mạnh mẽ, nhưng hiện ra phải vô cùng ôn hòa. Này trong hồ thủy tuyệt đối không bình thường, chẳng trách nơi này hội được gọi là thần trì rồi. Diệp Thần Phong có thể khẳng định ngâm thần trì sau đó yếu khôi phục thương thế của hắn sẽ không có bao nhiêu khó khăn, hắn chủ yếu là lo lắng cho mình che kín vết rạn nứt đan điền. Nếu như thần trì khôi phục đan điền của hắn, như vậy hắn hay là có thể mượn nơi này, để thực lực của mình càng đi lên một bước đây. Phù phù, một tiếng, Hồ Quang Vinh trực tiếp đem Diệp Thần Phong ném nhập thần trong ao, tiểu tử, mặc kệ ngươi có mục đích gì, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một ít. Chúng ta thần tộc chưa bao giờ sẽ làm chuyện thương thiên hại lý, cho nên tự coi như ngươi không thể giúp chúng ta trừ đi trong óc thiên ảnh ma trùng, chúng ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Nhưng nếu như ngươi động cái gì ý đồ xấu, như vậy đừng có trách ta trực tiếp đem cổ của ngươi vặn gãy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 132.